Vương Phi đa tài đa nghệ, Hạ Thương Mai. Chương 136, đã sắp xếp xong. Du Ma Ma lạnh nhạt nói, phu nhân đi dạo mệt, ở bên trong nghỉ ngơi một lúc, ngươi đừng đi làm phiền. Thúy Ngọc cô nói, được, ta chỉ vào rừng trúc đào măng, đúng rồi, nghe nói Ma Ma cũng rất thích măng, lát nữa đào xong sẽ đưa đến cho Hạ Chí Uyển một ít nha. Du Ma Ma quay đầu nhìn bà ta, hơi động lòng, có măng sao? Ừ, măng non ngon lắm, bây giờ đào là đúng lúc, nếu không Ma Ma cùng đi đào với ta đi. Thúy Ngọc cô nói. Lúc lão phu nhân vào cung thỉnh an mới vô tình biết được chuyện Du Ma Ma thích măng, bà cực kỳ thích, vì muốn ăn được một miếng măng còn tự mình đi lên núi Nam đào. Du Ma Ma nhìn phòng nghỉ, nhưng phu nhân còn ở đây. Không có ai đến quấy rầy phu nhân cả, mọi người đều ở tiền hoa viên hết rồi. Thúy Ngọc cô nói. Vậy được rồi, Du Ma Ma không do dự nữa, lập tức đứng dậy. Thúy Ngọc cô mỉm cười nhìn bà, đi vào rừng trúc cùng bà, tay phải đưa ra sau ra hiệu, ý bảo hai tên hộ vệ trốn sau đình cũng đều lui ra. Nếu Thúy Ngọc cô không thể dụ Du Ma Ma đi được, hai người này sẽ dùng biện pháp cứng rắn dẫn bà đi, dù sao bà cũng là người của hoàng hậu, lão phu nhân cảm thấy nếu có thể không đụng vào bà thì cố gắng đừng đụng tới bà. Hai gã hộ vệ đi ra ngoài, trước khi những người đó đi vào, hậu hoa viên lại chìm trong yên lặng. Một lát sau, Du Ma Ma ra khỏi rừng trúc, nhưng chỉ có một mình bà ra ngoài. Bà nhanh chân chạy vào phòng nghỉ, dẫn Liên Thị ra ngoài giao cho Tiểu Khuyên đang chờ ở dưới cây ngô đồng, sau đó bà trốn vào một góc tối tăm, len lén nhìn tất cả mọi chuyện. Một lát sau, lập tức nhìn thấy một mình Lưu Thị đến đây, bà ta trông vô cùng tức giận, đến đây rồi lập tức dạo một vòng, cũng không nhìn thấy ai. Du Ma Ma lập tức đi ra, nhị phu nhân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lưu Thị quan sát bà, ngươi là ai? Ta chưa bao giờ nhìn thấy ngươi. Du Ma Ma mỉm cười nói, phu nhân đang chờ người trong phòng nghỉ. Lưu Thị hừ lạnh, ngươi là nô bọc của bà ta. Được, ta cũng muốn nghe thử bà ta biết được bí mật gì của ta, còn dám uy hiếp ta như thế. Lúc nãy thị nữ kia đi đến bên cạnh bà, nói nhỏ bên tai bà rằng Liên Thị muốn tìm bà nói chuyện riêng, nếu bà không đến thì sẽ nói chuyện này cho cả thiên hạ biết. Bà không dám không đến, bởi vì bà thật sự có chút bí mật, nhưng bà không tin là Liên Thị sẽ biết. Chuyện này vốn cực kỳ bí mật, trừ nha đầu bồi gả của bà ra thì không còn ai biết nữa, cho nên bà muốn đi thăm dò thử xem bí mật mà Liên Thị nói đến có phải là đang nói đến chuyện đó hay không. Sau khi Lưu Thị đi vào, Du Ma Ma lại nấp vào, nhìn Trần Ninh từ chỗ núi giả bên kia bước lại, ông lấm la lấm lét mà nhìn xung quanh. Một người thị nữ bước qua nói mấy câu với ông, Trần Ninh lập tức đi vào phòng nghỉ, thị nữ kia chính là người thị nữ đã đi báo tin cho Lưu Thị. Thấy Trần Ninh đi vào phòng nghỉ rồi, thị nữ nhanh chân rời đi. Có mùi hương thoang thoảng bay trong không khí, là một loại mùi hương mờ ám đầy mê hoặc, từng đợt mùi hương này từ từ bay ra từ trong cửa sổ của phòng nghỉ kia. Mắt Du Ma Ma vô cùng lạnh lùng, bước vào phòng nghỉ này rồi, bọn họ sẽ không dễ dàng bước ra nữa. Cùng lúc đó, Tiểu Khuyên đưa Liên Thị về Hạ Chí Uyển xong thì vội vàng chạy ra phủ, không bao lâu sau đã dẫn theo một người phụ nữ cao lớn thô kệch bước vào. Dần dần, hậu hoa viên yên tĩnh bắt đầu có người đi đến, đầu tiên là lão phu nhân dẫn theo Thôi Thái Phi và lão Thái Quân lại đây, lão phu nhân cố ý vô tình mà nhìn về hướng căn phòng nghỉ kia, nhưng cũng không vội vàng dẫn người sang đó. Ba người đi dạo một lúc ở bên bờ hồ, lập tức nhìn thấy phu nhân Nguyệt Nhung và Hạ Oanh Nhiễm cũng dẫn theo người đến, Thôi Thái Phi cười nói, nhìn xem, còn nói qua đây để được yên lặng trong chốc lát, lập tức đã có người đến. Lão phu nhân quay đầu sang nhìn. Mặt có chút không vui, sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ? Lão thân lập tức bảo các nàng rời đi. Thôi Thái Phi nhìn ra phía trước, xua xua tay thôi, thừa tướng cũng đã dẫn các vị đại nhân đến, ủa, đó có phải là Lương Vương không? Lão phu nhân ngẩn ra, nhìn sang, thật sự nhìn thấy Lương Vương dẫn theo Lệ Trắc Phi đi đến, đúng vậy, là Lương Vương. Lão Thái Quân nói, Lương Vương thật sự quá rộng lượng, xảy ra chuyện đó mà vẫn đến đây chúc thọ cho lão phu nhân. Xem ra cũng không thể tin vào mấy lời đồn đãi về hắn ở bên ngoài. Trong lòng lão phu nhân cảm thấy có chút không đúng, tuy rằng có đưa thiệp mời cho Lương Vương, nhưng đây cũng là vì lễ phép, bà cũng không đoán được hôm nay Lương Vương thật lòng đến mừng thọ hay là đến gây chuyện nữa. Đặc biệt là bây giờ con tiểu tiện nhân Hạ Thương Mai còn đang chữa bệnh cho Lương Vương, có khi nào Lương Vương đã sớm bỏ qua mấy chuyện xích mích lúc trước với nàng ta rồi không? Nhưng mà ngay lập tức bà lại cảm thấy bản thân lo lắng quá nhiều rồi.
lần này chủ yếu là muốn xử Liên Thị, không đụng chạm gì đến Hạ Thương Mai, vậy thì cũng không làm chậm trễ việc chữa trị của Lương Vương, cũng không đắc tội Nhiếp Chính Vương. Hơn nữa có Thôi Thái Phi ở đây, chắc Lương Vương cũng không dám làm bậy. Từ khi phu nhân Nguyệt Nhung bước vào hậu hoa viên đến giờ vẫn thường hay ngẩn người, suy nghĩ xem nên làm cách nào để dẫn mọi người sang đó. Đằng xa có một giọng thị nữ gọi to, giọng nói có vẻ rất sốt ruột, phu nhân, phu nhân. Lão phu nhân nhìn qua, thấy là Thùy Nga luôn phục vụ trong phòng của Liên Thị, lập tức kêu nàng ta đến, không vui mắng khẽ, không thấy Thái Phi và Lão Thái Quân đang ở đây sao? Ồn ào nhốn nháo ra thể thống gì nữa? Thùy Nga sợ hãi cúi đầu, Lão phu nhân bất giận, nô tỳ quá nóng vội, đã quấy nhiễu Lão phu nhân và các vị khách quý. Nóng vội chuyện gì, ngươi không đi hầu hạ phu nhân cho tốt, đến nơi này làm gì? Lão phu nhân tức giận nói. Thùy Nga nôn nóng ngước mặt lên, nô tỳ đang đi dạo cùng phu nhân, sau đó phu nhân lại bảo nô tỳ đi về lấy một ít đồ, nô tỳ đến đây thì không thấy phu nhân đâu nữa. Cái gì? Lão phu nhân lập tức nổi giận, sao người có thể để nàng ta ở lại đây một mình? Bây giờ nàng ta không thể nhìn thấy được. Thôi Thái Phi nghe bà nói vậy hỏi, không nhìn thấy. Có nghĩa là sao? Nàng ta gặp chút sự cố bất ngờ, hôm trước khi ra khỏi cung có chút xích mích với Nguyệt Nhung, không ngờ lại nổi giận nhảy xuống xe ngựa, đầu bị thương nên đã bị mù. Lão phu nhân khó xử, hai, tính tình quá cứng đầu. Thôi Thái Phi không nghe được mấy lời này, theo ai ra thấy, cần phải dạy dỗ loại nữ tử thế này một trận đàng hoàng. Lão phu nhân cười khổ, muốn dạy dỗ cũng phải chờ nàng khỏe lại rồi mới dạy dỗ được, bây giờ đang bị thương, nếu lại gặp phải chuyện gì, làm sao ăn nói với lão học sĩ đây? Nói xong lập tức gọi người đến, đi xung quanh tìm thử xem thử phu nhân đang ở đâu. Vâng, mấy tên hạ nhân tản ra khắp nơi tìm Liên Thị. Lão Thái Quân khó hiểu hỏi, chuyện bị thương kia, là tự nàng ta nhảy xuống xe ngựa sao? Lão phu nhân quay sang nhìn Lão Thái Quân, mấy năm nay tuy rằng Lão Thái Quân thường xuyên xuất hiện trong các vòng xã giao, nhưng cũng chỉ vì tìm vị hôn phu cho cháu gái bà. Từ trước đến giờ bà chưa bao giờ hỏi thăm đến những chuyện thị phi đấu tranh trong các nhà, chắc là bà không biết được chuyện bí ẩn gì đâu nhỉ. Lão phu nhân không quá chắc chắn, cũng không dám trả lời, chỉ vờ như không nghe thấy nói với Thôi Thái Phi, chúng ta đến phòng nghỉ bên kia nghỉ ngơi một chút, uống chút trà đi. Thôi Thái Phi dạo một vòng lớn xong cũng có hơi mệt mỏi, người già rồi chân cẳng không còn nhanh nhẹn nữa, đi không bao xa đã cảm thấy mệt mỏi khát nước, cũng tốt, ta đi nghỉ ngơi trước một chút. Cũng xem thử xem Liên Thị đi đâu rồi, sao lão học sĩ lại sinh ra một nữ nhi không hiểu chuyện như vậy chứ? Đúng là gieo họa cho phủ thừa tướng mà. Lão Thái Quân không nói gì, đi cùng hai người sang đó. Bà là người từng rèn luyện trên chiến trường, nhạy cảm đối với những chuyện nguy hiểm và chiến tranh hơn những người khác nhiều, bà đã ngửi được mùi thuốc súng thoảng thoảng trong không khí rồi. Bà cảm thấy có hơi khó chịu, bà không thích bị người khác lợi dụng, đặc biệt là loại lợi dụng chẳng có chút thủ đoạn nào thế này. Làm bà cảm thấy rất tức giận. Chương 137, quậy lớn một trận. Lam Ngọc cô bước lên định mở cửa phòng nghỉ ra, lại phát hiện cửa đã bị khóa trái. Lam Ngọc cô hơi giật mình, quay sang nói với lão phu nhân, cửa phòng đã khóa trái, trong phòng có người. Lão phu nhân khó hiểu nói, sao có thể chứ? Từ trước đến giờ chưa có ai đến phòng nghỉ này cả. Có phải là phu nhân đang ở bên trong không? Lam Ngọc cô đoán. Phu nhân Nguyệt Nhung và Hạ Oanh Nhiễm cũng đã dẫn theo một đám nữ quyến đến đây, Hạ Oanh Nhiễm nghe thấy có lẽ Liên Thị đang ở bên trong, lập tức xoay người hỏi Thùy Ngã, người hầu hạ thế nào? Biết rõ là phu nhân đang bị thương mà cũng không biết đi theo sát bà ta cẩn thận. Thùy Nga ấm ức, nhị tiểu thư, phu nhân bảo cảm thấy hơi lạnh, bảo nô tỳ quay về lấy áo khoác đến. Cho dù là thế thì ngươi cũng không thể để bà ở lại đây một mình được. Hạ Oanh Nhiễm tức giận nói. Thùy Nga nói, cũng không phải ở một mình, còn có Trần Ninh nữa, phu nhân và Trần Ninh đã quen biết rất lâu, Trần Ninh thường xuyên đến Hạ Chí Uyển, cũng giống như quản gia Hạ Đoàn vậy, cho nên nô tỳ mới nhờ Trần Ninh chăm sóc phu nhân rồi nô tỳ mới quay về lấy quần áo. Hạ Phương Nhi nghe vậy, cảm thấy có hơi khó hiểu, hôm nay nắng gắt như thế, bà ta đi dạo một đoạn đường rồi lại còn thấy lạnh. Chuyện này cũng kỳ lạ quá rồi, còn nữa, ngươi là thị nữ hầu hạ bên người. Vì sao không bảo Trần Ninh đi lấy quần áo, mà lại để đại bá mẫu ở lại một mình cùng với một người nam nhân? Chuyện này truyền ra ngoài thì còn thể thống gì nữa? Bên kia, Hạ Thừa Tướng cũng dẫn theo nhóm Hạ Nhị Thúc và Lương Vương đến đây. Nghe bọn họ nói chuyện xong, Hạ Thừa Tướng lập tức xa sầm mặt mày, thôi,
để nàng ta nghỉ ngơi trong đó, chúng ta đi thôi. Hạ thừa tướng vội vã mời mọi người rời đi, ngược lại càng làm cho mọi người nghi ngờ hơn nữa. Liên thị bị mù, đang ở trong căn phòng nghỉ bị khóa trái, ông lại không ra lệnh mở cửa ra mà lại bảo mọi người rời đi, trong chuyện này có phải có bí mật gì không? Hạ nhị thúc lại nói, có phải đại tẩu đang ở bên trong không? Mau mở cửa ra đi, không lẽ là có kẻ xấu lẻn vào? Hạ thừa tướng lạnh lùng nói, không cần, đi thôi, đều đi thôi. Không ngờ ông lại mạnh bạo đuổi tất cả mọi người đi, như thế này hoàn toàn khác xa với cách ông đối nhân xử thế, khác hoàn toàn. Lương Vương quay đầu lại nhìn, thấy Thương Mai và Trần Loan Loan đang đứng dưới gốc cây liễu cạnh bờ hồ, cô hơi cong cong khóe môi, trên mặt nở nụ cười đắc ý. Lương Vương cũng cười thầm, bước lên nói, người tới, mở cửa ra. Lương Vương ra lệnh, thị vệ lập tức bước lên, chuẩn bị phá cửa. Phu nhân Nguyệt Nhung và Hạ Oanh Nhiễm nhìn nhau, nở nụ cười đắc ý. Hạ Phương Nhi đã biết được kế hoạch từ chỗ Hạ Oanh Nhiễm, cũng vô cùng chờ mong, nàng theo bản năng tìm kiếm bóng người mẫu thân nàng, nhưng không thấy bà đâu, trong lòng không khỏi thắc mắc. Thị vệ phá cửa phòng ra, có người xông vào trước. Thùy Nga cũng vội vàng chạy vào, luôn miệng gọi, phu nhân, phu nhân. Một mùi hương kỳ lạ lan tỏa khắp phòng, giống như hương y lan, sau khi mở cửa ra, mùi hương lập tức tỏa ra ngoài, nhanh chóng biến mất. Mọi người bước vào, chỉ cảm thấy quần áo rơi đầy đất, mọi người nhìn thấy cảnh này thì đều hiểu ra. Trời ơi, thì ra Liên thị lén lút gian díu với người ngoài ở đây. Mặt lão phu nhân xanh mét, người tới, lôi người kia ra đây cho lão thân. Lập tức có vài tên gia đình chạy vào phòng bên trong, hai người trên giường còn đang mây mưa, hoàn toàn không phát hiện đã có người chạy vào. Đợi đến khi bị gia đình kéo ra ngoài, Trần Ninh và Lưu Thị mới tỉnh táo lại, sợ muốn hồn phi phách tán. Gia đình lấy chăn quấn hai người lại, nâng ra ngoài vứt xuống đất. Mọi người còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy Liên Thị, không ngờ lại là Lưu Thị nhị phu nhân nhà họ Hạ đều rất kinh ngạc. Nhị gia nhà họ Hạ là người đầu tiên lấy lại tinh thần, bước lên đánh đập Lưu Thị và Trần Ninh một trận. Mặt lão phu nhân tái nhợt, gần như không thể tin nổi những gì bà đang nhìn thấy, sao lại là Lưu Thị? Liên Thị đâu? Phu nhân Nguyệt Nhung cũng hết hồn, hai chân mềm nhũn, không thể nào, rõ ràng đã sắp xếp xong hết rồi, sao Lưu Thị lại ở đây chứ? Hơn nữa, cho dù Lưu Thị ở đây, khi Trần Ninh bước vào nhìn thấy thì nhiều lắm cũng chỉ làm kế hoạch thất bại mà thôi, sao lại biến thành tình cảnh thế này rồi? Xấu hổ! Xấu hổ, xấu hổ chết người rồi. Thôi Thái Phi nhìn thấy cảnh này, vội vã tức giận nói. Hạ thừa tướng vững vàng ứng phó, đầu tiên là đưa khách khứa ra ngoài, để lại một câu, khoan đánh đã, để bọn họ mặc quần áo vào đàng hoàng trước. Tất cả khách khứa đều ra ngoài, trong hoa viên rộng lớn có rất nhiều người, phần lớn đều đang chờ xem trò hay. Mấy vị phu nhân ở nhà cao cửa rộng, con cháu thế gia đều thích xem mấy trò hay, đặc biệt là loại chuyện xấu này. Càng làm cho bọn họ giống hệt như mèo ngửi thấy mùi tanh, xôn xao không ngừng vô cùng mong ngóng. Hai người mặc quần áo xong bị quăng ra ngoài, còn chưa ai kịp hỏi gì đã có một người phụ nữ chạy lên, túm chặt lấy Trần Ninh đã mặt mũi bầm dập tát thêm vài cái thật mạnh nữa, vừa đánh vừa tức giận nói Trần Ninh, ngươi có còn biết xấu hổ nữa hay không? Ngươi đã hứa với ta là sẽ cắt đứt không lui tới với Lưu Thị và Trần Nguyệt Nhung nữa, ta mới về nhà mẹ đẻ mượn bạc cho ngươi, ngươi lại lừa gạt ta. Lại dám ăn nằm với hai con đàn bà lăng loàn này, ngươi không biết xấu hổ nhưng ta biết, ngươi có từng suy nghĩ cho ta cho hai đứa con không? Không phải chỉ có Trần Nguyệt Nhung sinh thì mới là con của ngươi, ta cũng sinh ra cốt nhục của ngươi mà, Trần Ninh, cái thứ chết bầm nhà ngươi, sao ngươi không đi chết đi? Người phụ nữ kia vừa đánh vừa mắng, còn khóc nước mắt nước mũi ròng ròng, mọi người nhìn nàng ta, chỉ cảm thấy nàng ta phải chịu nhục nhã và lừa gạt rất nhiều nên mới mất khống chế đến như thế. Mà lời nàng ta nói cũng làm mọi người kinh ngạc ồ lên. Hạ Oanh Nhiễm là người đầu tiên bước lên, kéo người phụ nữ kia ra, tức giận nói, người ăn nói bậy bạ gì đó. Có tin ta xé rách miệng ngươi không? Người phụ nữ kia đang trong cơn tức giận, đánh đến mức Trần Ninh đầu váng mắt hoa không thể nói chuyện, thấy Hạ Oanh Nhiễm chạy lên túm lấy nàng, nàng không hề suy nghĩ gì đá thẳng vào bụng Hạ Oanh Nhiễm, ta có ăn nói bậy bạ hay không thì cứ hỏi mẫu thân không biết xấu hổ của ngươi thử đi. Có phải lúc nàng gả cho phụ thân các ngươi thì đã mang thai tỷ đệ các người rồi không? Ngươi tưởng ngươi thật sự là tiểu thư của phủ thừa tướng cao quý sao? Suy, ngươi chính là nữ nhi của cái tên khốn nạn Trần Ninh này. Ngay khoảnh khắc đó hoàng hậu chỉ cảm thấy giống như trời đã sập xuống rồi, đầu óc đùng một cái nổ tung, suy nghĩ trống rỗng trong chốc lát.
Lão phu nhân tức đến hai mắt trắng dã, trên mặt không còn chút máu nào, bà vươn tay, run rẩy chỉ vào người phụ nữ kia, đuổi. Đuổi nàng ta ra ngoài cho ta. Gia đình bước lên giữ chặt người phụ nữ kia ại, người phụ nữ kia rất khỏe, không ngờ lại tránh khỏi tay gia đình, chạy đến trước mặt phu nhân Nguyệt Nhung, hai mắt đỏ bừng, khàn giọng vừa tức giận vừa đau đớn nói, vì sao ngươi lại không biết xấu hổ như thế? Nếu lúc trước ngươi chê ông ta không có tiền đồ, không gả cho ông ta mà quyết định gả cho hạ thừa tướng, vì sao lại cứ phải quay về quấn lấy ông ta chứ? Suốt ngần ấy năm, ông chỉ biết đến phủ thừa tướng, vì ngươi mà ông ta vứt bỏ cái nhà này, vì sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy? Mọi người đều là nữ nhân, vì sao lại làm khó ta đến như vậy? Vì sao chứ? Người phụ nữ gào khóc mắng chửi, duỗi tay đánh phu nhân Nguyệt Nhung, trông cực kỳ đáng thương, phu nhân Nguyệt Nhung chỉ cảm thấy có một cục bông kẹt nơi cuống họng, muốn giải thích một chút nhưng cũng không thể nào giải thích được, cho dù như thế nào thì bà cũng không ngờ được mọi chuyện sẽ biến thành nông nỗi này. Hơn nữa, bà vẫn luôn biết người phụ nữ tự xưng là vợ của Trần Ninh trước mặt, nhưng mà hai người họ cũng không hề thành thân, chẳng qua là không người mai mối giang díu với nhau, sống cùng nhau sinh con mà thôi. Không, ta không có cùng ông ta. Ông ta chỉ đến trong phủ làm việc cho ta mà thôi. Phu nhân Nguyệt Nhung vừa gặp phải ánh mắt như muốn giết người của hạ thừa tướng, sợ tới mức lập tức ngậm miệng lại, hai chân nhũn ra, ngã bệch xuống đất. Chương 138, mời đại phu. Tai tiếng lần này quá lớn rồi, mọi người cũng có chút không nỡ nhìn nữa. Hai người bọn họ đều bị cái tên xấu xí nham hiểm này cắm sừng, thậm chí ngay cả thái tử phi tương lại Hạ Oanh Nhiễm còn có khả năng không phải là nữ nhi của hạ thừa tướng nữa. Hạ Oanh Nhiễm thấy hạ thừa tướng nhìn chằm chằm phu nhân Nguyệt Nhung, trong lòng nàng cũng hoảng sợ, xông lên hỏi, phụ thân, đừng nói là người cũng tin tưởng lời bà điên này nói đó chứ. Lương Vương cũng tốt bụng mà nói với hạ thừa tướng, đúng đó, thừa tướng, việc này không phải là nhỏ, không thể dễ dàng tin vào lời người khác nói, phải điều tra cho rõ ràng thì hơn. Hắn cho rằng nếu Thương Mai đã sắp xếp cái bẫy này thì chắc chắn lúc sau còn có cách chứng minh được việc này. Cho nên hắn mới tốt bụng muốn giúp hạ thừa tướng chứng minh một chút. Mọi người nghe Lương Vương nói vậy, cũng rối rít tốt bụng khuyên hạ thừa tướng phải điều tra cho rõ ràng, mặt hạ thừa tướng khó coi đến khó có thể miêu tả thành lời được, nếu không phải bây giờ có quá nhiều người, ông thật sự muốn giết chết Trần Ninh và phu nhân Nguyệt Nhung. Vợ Trần Ninh nhìn hạ thừa tướng, lau nước mắt, vô cùng chật vật làm người ta vô cùng đau lòng, thừa tướng, ta không phải cố ý đến quậy phá nhà các người, ta cũng không hề có ý định nói toạc chuyện này ra. Nhưng ta cũng không đành lòng nhìn một thừa tướng đương triều như ngại lại bị người khác trêu đùa lùa gạt. Mấy năm nay tên khốn nạn này cũng hưởng lợi không ít từ chỗ Trần Nguyệt Nhung. Có đôi khi là công việc tốt, có đôi khi là bạc, còn Lưu Thị, bọn họ cũng đã có quan hệ ít nhất 5-6 năm, nhưng việc này đối với ông cũng không phải là bí mật. Chỉ cần ông ta say rượu thì sẽ bắt đầu khoác lác với mấy tên bạn nhậu của ông ta ngủ vợ nhà người nào, lấy được bao nhiêu bạc, những việc này tướng ra đều có thể đi điều tra được. Còn quý công tử và lệnh thiên kim, muốn điều tra cũng không khó, lúc trước khi Trần Nguyệt Nhung ở quá, ông ta thường xuyên đến thăm, hai người thường xuyên qua lại rồi xảy ra chuyện cẩu thả kia, cái tên khốn nạn này định cưới Trần Nguyệt Nhung, nhưng khi đó tướng gia cũng vừa ý nàng ta, Trần Nguyệt Nhung muốn leo lên chỗ cao. Lập tức kết thúc không lui tới với tên khốn nạn này nữa, chỉ tiếc sau đó lại phát hiện ra đã mang thai con của ông ta, việc này là do Lý Đại Phu của Bao Nguyên Đường khám ra được. Tướng gia cũng có thể đi hỏi thăm Lý Đại Phu, trong số những lời ta vừa nói ngày hôm nay, chỉ cần có nửa chữ là lời nói dối thì sẽ bị trời đánh. Nói xong, nàng nhìn Trần Ninh, giống như đã quá đau lòng đến mức hết hy vọng nói, Trần Ninh, từ giờ về sau, ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, ta sẽ dẫn theo con rời khỏi kinh thành, đời này ngươi cũng đừng mơ được nhìn thấy bọn chúng. Nói xong, quyết tuyệt rời đi. Tất cả khách khứa ở đây đều nhìn không được chua xót thay người phụ nữ kia. Đúng là số khổ mới dính phải một tướng công như thế. Trần Ninh đã hồi phục lại tinh thần từ trong hoảng sợ, ông cũng không ngu, chỉ cần nhìn vào việc mấy năm nay ông có thể ra vào tướng phủ, lại có thể dàn xếp ổn thỏa bên cạnh các loại nữ nhân là đủ hiểu rồi. Ông cố gắng nhớ lại, sau khi Hạ Thương Mai đụng chúng ông xong, luôn cảm thấy trong lòng rất ngứa ngáy, cái cảm giác ngứa này cực kỳ kỳ lạ khó diễn tả được, đặc biệt là sau khi bước vào phòng ngủ, hắn giống như là hoàn toàn đánh mất lý trí. Tất cả mọi thứ đều như ảo giác, thậm chí ông đã quên mất ông đã làm chuyện gì trong phòng nghỉ. Ông cảm thấy ông đã bị Hạ Thương Mai hạ độc, thấy Thương Mai và Trần Loan Loan đến đây, ông đột nhiên nhảy cẫng lên chỉ vào Thương Mai, là nàng ta, tất cả mọi chuyện đều do nàng ta sắp đặt, nàng ta bỏ thuốc ta, tất cả đều là do nàng ta tính kế, là nàng ta muốn hãm hại phu nhân Nguyệt Nhung,
muốn hãm hai nhị phu nhân, muốn hãm hai ta. Trần Ninh ăn nói lộn xộn kêu ầm lên, ngay cả Lưu thị cũng tỉnh táo lại, không sai, là nàng ta gọi người dẫn ta đến nơi này, lại bỏ thuốc ta, các ngươi đi vào trong ngửi thử xem, trong phòng đó tràn đầy mùi hương, nàng ta đã đốt thuốc trong phòng sẵn từ trước, là hương y lan. Mọi người đều hoảng sợ nhìn Thương Mai, lúc nãy thật sự có ngửi được một mùi hương trong phòng, có phải là hương y lan không? Thương Mai lại vô cùng mờ mịt, cô nhìn Trần Ninh, ngươi ăn nói bậy bạ gì đó. Sáng sớm hôm nay ta đã đi thỉnh an lão phu nhân, sau đó ngồi trong hoa viên uống trà, sau đó nữa thì vẫn luôn đi cùng với tiểu thư nhà họ Trần. Trần Loan Loan nhướng mày, chửi ầm lên, ta vẫn luôn đi cùng với hạ đại tiểu thư, chưa từng rời khỏi một bước, ngươi nói là nàng gài bẫy, vậy có phải là cũng muốn vu oan cho ta luôn không? Ngươi dám nói xấu ta, ta lập tức nhét đầu ngươi vào gầm cầu làm ngươi chết ngạt, ai mà không biết đến mấy chuyện thối nát của ngươi chứ? Không biết cái thứ dưới đáy quần của ngươi đã chơi đùa với bao nhiêu người, ai mà không biết ngươi là một tên trai bao dựa bán kiếm cơm hả? Nếu ta là hạ thừa tướng, phu nhân của mình còn rơi vào tay người, ta nhất định sẽ băm cái thứ dưới đáy quần ngươi ra thành thịt băm, sau đó bắt ngươi nuốt hết vào, đúng là xui xẻo tám đời mới cùng họ với ngươi, còn là bà con nữa chứ, ta cũng cảm thấy xấu hổ thay cho tổ mẫu ta. Những lời tiểu thư nhà họ Trần nói ra làm người ta không biết nên khóc hay nên cười. Nói thế này không phải là cũng mắng luôn cả lão thái quân rồi sao? Còn tưởng là lão thái quân sẽ quát mắng Trần Loan Loan ăn nói dơ bẩn, không ngờ bà lại chỉ lạnh lùng nói ta xấu hổ gì chứ? Cũng không phải phu nhân của ta lén gian díu với người khác. Bà dùng ánh mắt hơi lạnh lùng lướt qua mặt Thương Mai biết chuyện này không thể gạt được lão thái quân, hơn nữa bây giờ tuy không phải do cô cố ý, nhưng cũng đã kéo Trần Loan Loan làm người làm chứng, cũng coi như là lợi dụng Trần Loan Loan. Cô cũng nhìn thấy chút tức giận trên mặt lão thái quân. Nhưng mà lão thái quân cũng không hoàn toàn chống đối cô, chủ yếu là vì lão phu nhân. Nếu như đoán không sai, dựa vào những lời lão phu nhân từng nói ở Tiền Hoa Viện, theo kịch bản thì chắc chắn là sẽ phát hiện ra Liên Thị và Trần Ninh ở chỗ này, vở kịch chính trong bữa tiệc mừng thọ ngày hôm nay là ở nơi này. Tất cả mọi người đều được mời đến đây để chúc thọ, nhưng đây chỉ là một cái cớ, tuy người trong kinh rất bận rộn, nhưng mà trí nhớ cũng không tệ. Sinh nhật của lão phu nhân cũng không phải ở mùa hè. Lão thái quân ghét mấy chuyện lừa gạt thế này, cho nên mới rời khỏi triều đình, không ngờ là rãnh rang ngồi ở nhà mà vẫn bị người khác lợi dụng, hơn nữa còn là loại chuyện xấu lung tung này, một người có tính tình thẳng thắn như bà sao mà chịu nổi chứ. Vì vậy mới lạnh lùng nói ra một câu như vậy, lời này là dùng để chào phúng lão phu nhân và hạ thừa tướng. Ai cũng có thể nghe ra được. Hạ thừa tướng không dám mỉa trở về. Cũng không có mặt mũi để làm vậy, nhưng lại nắm chặt những lời mà Trần Ninh và Lưu Thị nói, cẩn thận ngửi mùi hương trong không khí, ông vững vàng nói, người đâu, mời đại phu. Nếu như trong căn phòng nghỉ đó thật sự có đốt hương y lang thì đã đủ kết luận được hai người bọn họ bị hạ dược. Hạ Đoàn vội vàng đi mời đại phu, mấy người đang đứng đầy ngoài vườn cũng không đi, trong quá trình chờ đại phu đến, len lén bàn tán. Lão phu nhân cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, sai người đi tìm Thúy Ngọc cô cô. Cuối cùng tìm thấy Thúy Ngọc cô đang ngất xỉu trong rừng trúc, bà bị rắn độc cắn hôn mê rồi. Mà cũng đúng lúc này, dù mà đỡ Liên Thị đến, thấy mọi người bao vây xung quanh phòng nghỉ, lại thấy Thúy Ngọc cô ngất xỉu dưới đất, vô cùng kinh ngạc nói chuyện gì vậy? Thúy Ngọc bị làm sao thế? Lam Ngọc cô nhìn chằm chằm bà còn hỏi. Không phải do bà làm sao? Dù mà ngẩng ra một lúc, sau đó cười lạnh nói, ngươi là chó điên à? Gặp ai là cắn người đó, chuyện này liên quan gì đến ta chứ? Chương 139, không trúng độc. Lam Ngọc cô biết rõ mọi chuyện đều là do bọn họ dở trò, nhưng nếu như không có chứng cứ thì cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Dù mà thấy Thôi Thái Phi và Lão Thái Quân cũng ở đây, bèn nói với Liên Thị, phu nhân, Thôi Thái Phi và Trần Thái Quân đang ở đây. Sắc mặt Liên Thị khẽ thay đổi, vội nói, mau chóng dìu ta bước đến thỉnh an, không được thất lễ. Dù mà đáp một tiếng rồi dìu Liên Thị đậy, còn lên tiếng nhắc nhở Liên Thị phương hướng mà Thái Phi và Lão Quân đang đứng. Liên Thị khom người, Liên Thúy Ngữ tham kiến Thái Phi, tham kiến Thái Quân. Thôi Thái Phi ban nãy nghe được lời của Lão Phu Nhân, cảm thấy rất bất mãn với Liên Thị, tuy nói hôm nay đã xảy ra vài việc như vậy không liên quan gì đến Liên Thị, nhưng Lão Phu Nhân nói bà ta kiêu căng ngạo mạn, nhảy từ trên xe ngựa xuống, Thôi Thái Phi không hề biết sự thật, nay nhìn thấy bà ta. Cũng lạnh lùng nói, phu nhân quả đúng là quý nhân, sinh thần của bà mẹ chồng này cũng không thể mời nàng đến,
quả nhiên là tài nữ nổi danh khắp thiên hạ, đúng là cao giá thật, Thái Phi là ai ra này, sợ là không nhận nổi đại lễ của nàng. Su Ma Ma nghe thấy vậy, bèn lên tiếng, Thái Phi, người nói như vậy là oan uổng cho phu nhân rồi, không phải phu nhân không muốn ra ngoài, mà là lão phu nhân đã ra lệnh nghiêm, chỉ cho phép phu nhân hoạt động ở phía sau hoa viên, không được đến tiền sảnh. Lão phu nhân nghe thấy vậy, hung dữ chừng mắt nhìn Du Ma Ma, Ma Ma tuy là người bên cạnh hoàng hậu, nhưng cũng đừng tùy tiện nói bừa, ta chưa từng ra lệnh nào như vậy. Lão phu nhân có từng ra lệnh hay chưa, trong lòng tự rõ. Du Ma Ma dìu Liên Thị, lạnh lùng nói, được rồi, phu nhân, chúng ta về thôi, hôm nay ở đây toàn là quý nhân, xem thường người. Thôi Thái Phi nghe thấy lời của Du Ma Ma, rất không vui, Du Ma Ma, người nói cho rõ rồi hãy đi. Lão Thái Quân kéo Thôi Thái Phi lại, thấp giọng nói bên tai bà ta vài câu, sắc mặt Thôi Thái Phi khẽ thay đổi, người nói thật sao? Chuyện này An Thân Vương tự mình thẩm vấn, trở về hỏi Lễ Thân Vương là sẽ biết. Lão Thái Quân cố ý không hạ thấp giọng mà để cho lão phu nhân nghe thấy. Lão phu nhân nhanh chóng hành động, vốn sợ chuyện này sẽ truyền ra ngoài, gây ra ảnh hưởng với tướng phủ, không ngờ, một lão Thái Quân trước giờ không quản việc gì cũng đã biết rồi. Bà ta nghĩ đến ban nãy khi nói chuyện này ở trước hoa viên, lão Thái Quân còn giả vờ như không biết mãi cho đến khi nghe bà ta nói, dám chắc là lúc đó đã thầm cười nhạo bà ta trong lòng. Điều này không khỏi khiến lão phu nhân nghi ngờ, Trần Loan Loan vừa vào cửa đã lên tiếng bất bình cho ả tiện nhân Hạ Thương Mai kia, sau đó hai người vẫn luôn ở cùng nhau, Trần Loan Loan lại càng lên tiếng giải thích chứng minh trong sạch cho Hạ Thương Mai, bây giờ lão Thái Quân nói những lời này lại càng kỳ lạ, như là có thù hận với tướng phủ vậy. Chẳng lẽ, lão Thái Quân này đứng cùng chiến tuyến với Hạ Thương Mai và Viên Thị? Sao bà ta lại làm như vậy? Lão phu nhân càng nghĩ càng thấy sợ hãi, Mộ Dung Tráng Tráng, Lễ Thân Vương, An Thân Vương, Nhiếp Chính Vương, bây giờ đều bảo vệ cho Hạ Thương Mai, nếu như thêm một Trần Thái Quân nữa, vậy thì, ả tiện nhân này sắp lật trời luôn rồi. Qua lời nhắc nhở của Thôi Thái Phi, cũng xem như là đã nhìn ra được đầu mối, bà ta dài mặt ra, lạnh nhạt nhìn lão phu nhân. Nhưng lại không nói gì. Sắc mặt lão phu nhân nóng bừng, vô cùng tức giận và xấu hổ, chuyện xảy ra ngày hôm nay, khiến bà ta không biết chui mặt vào đâu. Bây giờ chỉ trông chờ phu nhân điều tra xem trong phòng rốt cuộc có bị Hạ Xuân Dược hay không, nếu có thì có thể chứng minh có người giở trò phía sau rồi. Ít nhất, tướng phủ cũng sẽ không quá mất mặt. Còn về những lời mà mẹ vợ của Trần Ninh nói, lão phu nhân vẫn chưa có thời gian để suy nghĩ, nhưng chuyện này bà ta đã ghim trong lòng rồi. Người hiểu biết về độc rắn trong tướng phủ đã hút nọc độc ra cho Thúy Ngọc cô, còn cho uống cả canh đậu xanh giải độc, nhưng bà ta vẫn chưa tỉnh dậy. Thúy Ngọc cô vẫn chưa tỉnh lại, thì không thể chỉ ra Du Ma Ma, khiến lão phu nhân vô cùng sốt ruột, phế vật, đút canh giải độc tiếp. Đút liên tục hai bát canh giải độc, nhưng cũng không có tác dụng gì, hô hấp càng lúc càng yếu ớt. Có người nói, không phải nói là Hạ Thương Mai hiểu biết về y thuật sao? Sao không để Hạ Thương Mai đến chữa trị cho Thúy Ngọc cô? Nhưng lão phu nhân không cho phép, bà ta cho rằng, nếu để Hạ Thương Mai chữa trị cho Thúy Ngọc, sẽ chỉ có một kết quả, chết. Ả nữ nhân độc ác Hạ Thương Mai này sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người bên cạnh bà ta đâu. Lúc đại phu đến, Thúy Ngọc cô còn sót lại chút hơi thở, cũng xem như là bà ta lớn mạng, đại phu mang thuốc trị độc đến đúng lúc, hơn nữa tuy là chúng độc rắn, nhưng độc tính cũng không phải quá mạnh. Còn có thể cứu được, chỉ là không thể tỉnh dậy trong khoảng thời gian ngắn. Hạ thừa tướng rất bất mãn với việc đại phu đến chữa trị cho Thúy Ngọc cô, ông ta muốn đại phu lập tức chứng thực xem mùi vị bên trong có phải hương y lan hay không thôi. Mọi người đều biết, một khi bột hương y lan được đốt lên sẽ có tác dụng như xuân dược, chỉ cần đại phu xác nhận trong phòng có hương y lan thì không cần giải thích quá nhiều nữa. Hạ Đoàn đích thân bước vào lấy hương liệu đã bị đốt ra, để trước mặt đại phu, ông xem đây là hương liệu gì. Đại phu nắm một ít cho trong tay, khẽ nắn rồi đặt vào trong lòng bàn tay vo đều, đến khi gần được rồi bèn để lên mũi ngửi. Mọi người đều nhìn ông ta, nhất là Trần Ninh và Lưu Thị, nhìn đến mức hai con người cũng sắp rơi xuống. Thương Mai đứng bên cạnh Trần Loan Loan, sắc mặt ung dung nhất, Liên Thị thì không có biểu cảm gì, để mặc Ma Ma dìu mình, rồi nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Sao rồi? Có phải hương y lan không? Hạ nhị gia cũng không kìm được mà hỏi, tuy nói vị phu nhân này hắn không cần nữa, nhưng nếu như có thể chứng thực được Lưu Thị bị hãm hại, ít nhất cũng có thể lấy lại mặt mũi cho hắn. Dưới những con mắt quan sát sát sao,
Đại phu khẽ lắc đầu, không phải hương y lan, là mùi gỗ đàn hương trộn với ngải cứu, tuy có chút giống với hương y lan, nhưng mà, ngải cứu dùng để đuổi côn trùng. Sắc mặt Hạ thừa tướng và Hạ nhị gia lập tức trở nên vô cùng khó coi, những đường gân xanh nổi lên, sắc mặt dữ tợn, như là hận không thể ăn tươi nuốt sống người khác. Thương Mai khẽ nhếch miệng, đương nhiên là không phải rồi, thứ trong lư hương này chỉ đơn giản là đàn hương và ngải cứu mà thôi, nhưng bên cửa sổ đã được hun hương y lan và mạn đà la rồi, hấp thụ càng nhiều mạn đà la sẽ khiến con người sản sinh ảo giác. Trước khi Trần Ninh và Lưu Thị đến, cô đã dùng kim châm đâm vào thịt, châm của cô đều đã được Tẩm Xuân dược đặc chế, loại này là du ma ma cho cô, thuốc thang trong cung đương nhiên là vô cùng bá đạo rồi. Nhưng mà, thuốc tẩm ở đầu châm cũng chỉ có hạt, vì vậy cô mới đốt thêm mạn đà la trong phòng, khiến bọn nọ sinh ra ảo giác, lại thêm xuân dược, một khi ảo giác xuất hiện, sẽ quên đi mọi chuyện trên đời, đương nhiên là sẽ bị dục vọng sai khiến, rồi sẽ có một màn náo loạn xảy ra. Lão phu nhân nghe lời đại phu nói, vô cùng thất vọng, đại phu, ngươi không nhầm chứ? Rõ ràng trong không khí có hương y lan mà. Đại phu vuốt râu, có chút không vui, lão phu nhân, số đàn hương và ngải cứu này chỉ là những vị thuốc thông thường, lão phu hành y nhiều năm rồi, không đến mức không phân biệt được mấy thứ này, nếu lão phu nhân không tin, có thể mời ngự y trong cung đến để kiểm chứng. Trần Ninh và Nguyệt Nhung phu nhân không dám phản bác lời của đại phu, bởi vì vị đại phu này chính là Lý đại phu đã từng phá thai cho Nguyệt Nhung phu nhân. Lưu Thị lại không biết gì, hét vào mặt đại phu, cho dù không phải hương y lan, nhưng chắc chắn ta đã bị hạ độc rồi, người đến bắt mạch cho ta, xem có phải ta đã trúng độc rồi hay không. Chương 140, hạ màn. Lưu Thị vẫn ôm hy vọng, bởi vì, bà ta thật sự có triệu chứng của việc bị trúng độc, nhất là sau khi bước vào căn phòng thì cứ mãi mơ mơ màng màng, giống như là mất đi lý trí vậy. Vì vậy sau khi thấy Trần Ninh đến, bà ta nhất thời động tình, không sao khống chế được. Đại phu bước đến bắt mạch cho Lưu Thị, một lúc sau, Lý đại phu lắc đầu, phu nhân không có triệu chứng bị trúng độc. Thương Mai nhếch miệng, cười lạnh, loại xuân dược này, theo dòng chảy của máu sẽ từ từ bị cơ thể hấp thụ, hơn nữa liều lượng cô cho cũng không nặng, thời gian đã trôi qua lâu như vậy, sớm đã bị cơ thể hấp thụ sạch sẽ rồi, sao có thể bắt mạch ra được nữa chứ? E là xét nghiệm máu cũng chẳng thể xét nghiệm ra được nữa. Lưu Thị nghe thấy lời đại phu nói, hét lên, không thể nào, sao có thể chứ? Bà ta đột nhiên nhảy bật lên, chỉ tay vào mặt Liên Thị rồi hét, là ngươi, ngươi hãm hại ta. Liên Thị không nhìn thấy gì, hoàn toàn không biết bà ta đang chỉ ai, nhưng Du Ma Ma lại bước lên phía trước nói, lại là phu nhân nhà chúng ta. Sao cứ làm sai chuyện gì đều đổ cho phu nhân chúng ta? Người của tướng phủ mấy người có phải điên hết cả rồi không? Ta vẫn luôn ở cùng với phu nhân, hơn nữa hai mắt phu nhân cũng không thấy gì. Sao có thể hãm hại ngươi được? Lưu Thị lập tức hiểu rõ, bà ta chỉ sang Du Ma Ma, như bừng tỉnh, ta đến đây, đã thấy ngươi ở đây rồi, ngươi nói Liên Thị ở trong phòng đợi ta, bảo ta đi vào, là mấy người hãm hại ta, sao mấy người phải làm như vậy? Du Ma Ma lạnh lùng nói, đổ oan cho phu nhân, lại đổ oan cho một người làm nô tỳ như ta, nếu ta không thừa nhận, có phải còn muốn đổ oan cho chủ tử của nô tỳ là Hoàng hậu nương nương không? Không đúng. Thôi Thái Phi lập tức ngẩng đầu lên nhìn, ngươi luôn nói là ngươi ở cùng phu nhân, sao nha đầu kia lại nói nàng ta luôn ở cùng phu nhân, còn nói phu nhân và Trần Ninh ở cùng nhau, sai nàng ta trở về lấy quần áo. Du Ma Ma nói, điều này thì nô tỳ không biết, hôm nay nô tỳ luôn ở cùng phu nhân, lúc đại tiểu thư ra ngoài đã dặn dò, mắt của phu nhân không tốt, đi đâu cũng không thể tách người ra, hơn nữa lão phu nhân lại không cho phép phu nhân đi đến trước hoa viên. Vì vậy nô tỳ luôn đi theo không rời nửa bước. Du Ma Ma nói xong, lại lạnh nhạt nhìn sang Thùy Nga, còn về Thùy Nga, sáng sớm nay đã không thấy đâu rồi, nàng ta luôn cảm thấy ở Hạ Chí Uyển hầu hạ phu nhân không có tương lai, đã rất nhiều lần đề xuất với quản gia để điều nàng ta đi rồi. Những lời tưởng như vô ý mà cố ý của Du Ma Ma đều là có mục đích, người trong sạch đương nhiên là hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Lão Thái Quân chán ghét nhìn lão phu nhân và Hạ Thừa Tướng. Gần đây tướng phủ nổi bật lên như vậy chính là bởi vì nhiều kẻ tâm cơ, quỷ kế đa đoan, tướng phủ không có con cháu xuất chúng nên muốn trèo cao nịnh bợ thái tử, vô liêm sỉ ép Hạ Thương Mai gả thay, thất bại xong còn thẹn quá hóa giận làm ra nhiều chuyện như vậy. Thật ra nguyên do của mọi thứ đều là vì vinh hoa phú quý. Tính qua tính lại, cuối cùng lại bê đá đập vào chân mình. Nếu như đoán không sai, người phản kích lại kia, chắc chắn không chỉ chuẩn bị một chút trò như vậy,
nhưng mà, có lẽ người ngoài không nhìn thấy điều này. Quả nhiên, lập tức nghe thấy trong đám người có người nói ấy. Ban nãy con dâu của Trần Ninh nói Lý Đại Phu từng chẩn đoán cho Trần Nguyệt Nhung, nếu như tướng gia muốn điều tra rõ ràng, cứ hỏi Lý Đại Phu là biết ngay. Trần Nguyệt Nhung ngã xuống đất, sắc mặt bàng hoàng. Hạ thừa tướng thấy dáng vẻ này của bà ta, trong lòng đương nhiên đã hiểu rõ, năm ngón tay nắm lại thành nắm đấm, gân xanh trên cổ nổi lên như những con run đất, như là sắp bùng nổ. Lúc này Liên Thị lại lên tiếng, hôm nay thật sự là không tiếp đãi các vị khách quý chu đáo rồi, nào, tiễn các vị khách quý ra, hôm khác sẽ đến chỗ từng người tả tội. Liên Thị khéo léo giúp tướng phủ che giấu chuyện này, tuy đã quá rõ ràng rồi, nhưng còn hơn là để chuyện hạ thừa tướng nuôi con cho người khác bại lộ trước bao con mắt đang nhìn chằm chằm như vậy. Thấy Liên Thị lên tiếng, cho dù những vị khách không muốn cũng phải rời đi. Trần Thái Quân nói với Thương Mai, con tiễn ta đi, ta có chuyện muốn nói với con. Thương Mai biết cô sắp bị hỏi tội rồi, nhưng tội này cũng nên hỏi, bèn cúi người, vâng, tiểu nữ tiễn Thái Quân. Trần Loan Loan vẫn muốn xem trò vui, nhưng cũng biết những chuyện trong nhà như này chắc chắn không thể thẩm vấn trước mặt nhiều người, đành phải ra ngoài cùng Thương Mai. Tiễn đến cửa, để Trần Loan Loan lên xe ngựa, rồi Lão Thái Quân đột nhiên nhìn Thương Mai, nhóc con, tâm cơ của con quá nặng rồi, đối phó với người bên cạnh thì ta đây quản không nổi, nhưng con lợi dụng Loan Loan, ta đây rất không vui. Thương Mai nhận tội, chuyện gì cũng không giấu nổi con mắt tinh tường của Lão Thái Quân, tiểu nữ tạ tội với Lão Thái Quân. Hừ, tạ tội ta đây không cần, con nghĩ xem bồi thường thế nào đi. Hiển nhiên Lão Thái Quân rất tức giận. Thương Mai khẽ cười, nửa năm, con sẽ đóng gói tiêu thác gửi đến phòng Loan Loan, không biết Thái Quân đã hài lòng chưa? Lão Thái Quân híp mắt, ánh mắt nghiêm khắc nhìn Thương Mai, cái trán nhăn lại cũng đã thả lỏng ra, 3 tháng. Đối phó với những viên đá cố chấp như tiêu thác, e là phải nửa năm. Thương Mai thở dài nói. Lão Thái Quân tính toán ngày tháng. Còn nửa năm nữa là đến sinh nhật 19 tuổi của Loan Loan, nửa năm này nếu như có thể thành thân thì vẫn kịp, nhưng thời gian có chút hơi gấp gáp. Thái Quân, người tốt khó tìm, kiểu cháu rể như tiêu thác, đợi nửa năm đáng lắm. Thương Mai nhắc nhở, nhớ rõ lời của con đấy, nếu như nửa năm mà không đóng gói tiêu thác về được, ta lấy phân ném vào người con. Lão Thái Quân lập tức lên xe ngựa, chỉ nói một câu như vậy. Cuối cùng Thương Mai cũng biết cái gì gọi là di truyền rồi. Hơn nữa còn là di truyền cách đời, hoặc là, do gần mực thì đen. Trước nay Lão Thái Quân luôn ở trong quân đội, ở cùng một đám võ phu, nói chuyện đương nhiên cũng không dịu dàng, nói những lời bậy bạ là chuyện bình thường. Thương Mai nghĩ đến lúc còn ở trong tổ đặc công, có vài đặc công lúc nào cũng chỉ thốt ra những lời bậy bạ, bộ phận nào đó của cơ thể như là treo ngay bên miệng, mỗi câu nói đều lôi mẹ mình hoặc mẹ đối phương ra bày tỏ sự tôn trọng. Tiễn hết khách đi. Hạ thừa tướng và lão phu nhân đuổi hết mọi người ra ngoài, đến cả Liên Thị cũng không thể ở lại, chỉ giữ lại duy nhất Lý Đại Phu. Thương Mai trở về thẳng Hạ Chí Uyển, cô vừa về đến, Viên Thị và Du Ma Ma đã trở lại rồi. Thùy Nga cẩn thận đứng ở cửa thăm dò, không dám bước vào. Thương Mai nhìn thấy Thùy Nga, nói, ngươi vào đây. Thùy Nga sợ hãi đi vào, quỳ dưới đất, sắc mặt tái mét, đại tiểu thư, nô tỳ sai rồi, xin người tha tội. Trải qua lần này, nàng ta không còn ngốc nghếch mà cho rằng Nguyệt Nhung phu nhân sẽ giống như trước kia nữa. Thương Mai ngồi ở trước hiên nhà, nghịch con dao trong tay, ánh sáng sắc lạnh của con dao lướt qua, khiến Thủy Nga run rẩy sợ hãi. Đại tiểu thư tha mạng, đại tiểu thư tha mạng, Thủy Nga không ngừng dập đầu cầu xin. Thương Mai cười, cô nương ngốc, tha mạng gì chứ? Ngươi cũng không làm sai gì, hôm nay nếu như không có ngươi, chúng ta cũng không thuận lợi như vậy. Sắc mặt Thùy Nga trắng bệch, đại tiểu thư, nô tỳ chỉ là bị ép buộc, phu nhân dặn dò, nô tỳ không dám không làm. Phí lời, tiểu khuyên tức giận bước đến, trước kia phu nhân chúng ta sai ngươi làm việc sao không thấy ngươi đi làm. Bảo ngươi quét sân, lau bình hoa ngươi không làm, bây giờ vị phu nhân kia bảo ngươi làm chuyện thất đức như vậy ngươi lại nghe theo răm rắp, hôm nay cho dù đại tiểu thư không đánh ngươi, tiểu khuyên ta cũng không tha cho ngươi. Nói xong, tiểu khuyên cởi giày vải ra. Đánh Thùy Nga một trận. Chương 141, con bé hận con. Du Ma Ma bước đến, đứng bên cạnh Thương Mai. Đại tiểu thư, chuyện này không khó để đoán ra là chúng ta làm, Du Ma Ma nói. Chuyện này mọi người đều biết rõ, Thương Mai nói. Du Ma Ma nhìn Thương Mai, cảm thấy cô như lại thay đổi lần nữa, tính toán kỹ lưỡng hơn trước kia. Thương Mai không quên thân phận của Du Ma Ma,
dù gì bà cũng là người của hoàng hậu, lần này Du Ma Ma phối hợp, cũng là bởi vì hoàng hậu. Hoàng hậu không thích Hạ Oanh Nhiễm, lần này thân phận Hạ Oanh Nhiễm bị bại lộ, cái chức thái tử phi này nàng ta không làm nổi rồi. Ma Ma, giúp ta làm chút chuyện. Thương Mai ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút thương cảm. Đại tiểu thư cứ dặn dò, Du Ma Ma dứt khoát lên tiếng. Thương Mai khẽ nói, giúp ta làm một bài vị. Viết tên của ai? Du Ma Ma hỏi. Hạ Thương Mai, Thương Mai nói ra ba chữ. Du Ma Ma ngơ ra, đại tiểu thư. Thương Mai khẽ cười, nhưng đáy mắt lại không chút ý cười, âm u như bầu trời chuẩn bị có cơn mưa lớn, dùng để nhắc nhở, khuyên răn bản thân ta, thế gian nơi nào cũng nguy hiểm, đến cả người thân cũng có thể muốn đẩy mình vào chỗ chết. Dùng bài vị để nhắc nhở bản thân, Du Ma Ma có chút không hiểu nổi, đây không phải đang trù ẻo bản thân chết đi sao? Du Ma Ma khẽ nói, đại tiểu thư không cần phải như vậy. Thương Mai chắc nịch nói, Ma Ma cứ làm theo lời ta dặn là được. Du Ma Ma im lặng một lúc, vâng. Thương Mai ngẩng đầu lên, nhìn cây hoa quế trong vườn, Ma Ma, người nói xem ở bên kia tình hình thế nào rồi. Người chưa chết, nhưng cũng không thể bỏ qua việc báo thù. Thương Mai không định tha cho Nguyệt Nhung phu nhân và Hạ Oanh Nhiễm, là hai mẹ con họ và thái tử Mộ Dung Trịnh đã đánh cô đến chết. Còn có cả, Hạ Hoè Quân. Lúc mới xuyên không đến, bên tai lúc nào cũng nghe thấy tiếng khóc thê lương, cô biết đó không phải ảo giác, tuy có chút kinh dị, nhưng cô biết đó là oan hồn chưa tan của nguyên chủ. Không liên quan đến đại tiểu thư, ngôi mộ này do chính tay họ đào. Thương Mai gật đầu, đúng vậy, có liên quan gì đến ta chứ? Đúng rồi. Phía bên con dâu Trần Ninh đã đưa đủ ngân lượng chưa? Bảo nàng ta lập tức đưa con rời khỏi kinh thành, tránh để đứa trẻ bị người ta chỉ điểm. Tên Trần Ninh xấu xa này, con của ông ta đã sớm bị người ta chỉ điểm rồi, yên tâm đi, lão nô đã sắp xếp cho bọn họ rời kinh rồi cho 100 lượng bạc rồi, đủ để ba mẹ con họ đến nơi khác mua một căn nhà rồi làm kinh doanh nhỏ, yên ổn sống qua ngày. Tiểu Khuyên ở phía bên kia đánh đến mức tê tay, ném giày đi rồi nói, ngươi lập tức cút đi. Ngươi khinh thường Hạ Chí Uyển chúng ta, Hạ Chí Uyển cũng không cần ngươi nữa. Nói xong, nhớ đến cái giày vừa mới ném đi là của mình, lại vội vã nhặt về rồi đi vào. Trong phòng lão phu nhân, Thúy Ngọc cô cô châm thuốc cho lão phu nhân, lấy thuốc mỡ bạc hà bôi lên trán bà ta, khẽ an ủi, lão phu nhân nguôi giận kẻo tổn hại đến thân thể. Lão phu nhân hút một điếu, sau đó mạnh mẽ ném xuống đất, nguôi giận. Ngươi nói cho ta biết, làm thế nào để nguôi giận? Bà ta nhìn chằm chằm vào Lưu Thị và Nguyệt Nhung phu nhân, đúng là đáng hận, vốn đã nhất trí với nhau, không ngờ thứ bà ta cho rằng là tốt lại dơ bẩn đến mức này. Sắp xếp một vở kịch lớn như vậy, đến cuối cùng lại tính kế chính mình, mặt mũi tướng phủ cũng mất sạch rồi. Nguyệt Nhung phu nhân và Lưu Thị quỳ dưới đất, cơ thể run rẩy, sắc mặt Lưu Thị trắng bệch, đầu óc cũng trống rỗng. Trần Ninh đã bị kéo xuống, Hạ thừa tướng ra lệnh dùng côn đánh ông ta đến chết. Hạ Oanh Nhiễm bị lão phu nhân cấm túc, tạm thời không được phép đi đâu. Lý Đại Phu, nói hết những gì ngươi biết ra, ta đây không làm khó ngươi. Lão phu nhân kiềm chế, quay sang hỏi Lý Đại Phu ở bên cạnh. Lý Đại Phu thành thật nói, lão phu nhân, quả thực là 16 năm trước, lão hủ có chẩn đoán được hỉ mạch của Nguyệt Nhung phu nhân, nhưng mà lúc đó Nguyệt Nhung phu nhân sai lão hủ kê thuốc phá thai, còn cho lão hủ 2 lượng bạc, bảo lão hủ giữ bí mật. Hạ thừa tướng trông như một con ác quỷ nhìn chằm chằm Trần Nguyệt Nhung, lời của Lý Đại Phu đã đánh gãy hy vọng cuối cùng của ông ta. 16 năm trước, cho dù bà ta từng uống thuốc phá thai, nhưng thai nhi này vẫn chưa mất, bởi vì thời gian trùng khớp. Sau khi bà ta vào phủ, 7 tháng đã sinh, ôn bà nói là sinh sớm, ông ta còn tưởng là thật. Bây giờ nghĩ lại, e là bà ta đã mua chuộc ôn bà rồi. Ông ta tái xanh mặt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Nói với Lý Đại Phu, bà ta từng tìm ngươi đòi thuốc tránh thai. Như vậy thì, một đôi trai gái này, là của bản tướng. Lý Đại Phu nhìn ông ta, như là hiểu ra điều gì đó. Ta tiễn Đại Phu ra ngoài ông ta rút trong tay áo ra một tờ ngân phiếu, đưa cho Lý Đại Phu nhận lấy khẽ ngơ ra, 100 lượng. Lý Đại Phu nói, tướng gia không cần tiễn, lão hủ biết nên nói thế nào. Hạ thừa tướng không nói gì, chỉ cười nhạt tiễn ông ta đi. Sau khi tiễn Lý Đại Phu đi, ông ta nhìn Hạ Nhị gia, lạnh lùng nói, đưa vợ ngươi trở về, xử lý thế nào là chuyện của ngươi. Hạ Nhị gia chỉ đợi câu này, kéo Lưu Thị lên, nghiêm giọng nói, đi. Lưu Thị đã không còn chút sức lực nào,
bị hắn kéo ra ngoài cửa. Hạ thừa tướng quay đầu nhìn Nguyệt Nhung phu nhân, ánh mắt vẫn hung ác như vũ, Nguyệt Nhung phu nhân nuốt nước miếng, ông đã nghe đại phu nói đó, không sai, quả thực trước kia tôi ở cùng Trần Ninh, nhưng mà, đứa trẻ kia tôi cũng không sinh ra, đã uống thuốc phá thai rồi. Giọng nói hạ thừa tướng không chút độ ấm, ánh mắt vẫn đáng sợ như cũ, ngươi cút ra ngoài trước, an ủi Oanh Nhiễm đi, đừng để con bé sợ hãi. Trần Nguyệt Nhung rất sợ ông ta như thế nào, bèn vội bò ra ngoài, trái tim vẫn như bị treo trên cổ họng, ông ta tin hay là không tin đây. Ban nãy bảo bà ta an ủi Oanh Nhiễm, có thể thấy ông ta vẫn xem trọng Oanh Nhiễm. Hạ thừa tướng bảo cả Lam Ngọc cô ra ngoài, cửa vừa đóng lại, chỉ còn mẹ con bọn họ trong đó. Ông ta cầm tẩu thuốc lên, cho thuốc rồi đưa cho lão phu nhân, còn đích thân châm lửa, mẫu thân, hút thêm vài hơi nữa đi. Lão phu nhân nhìn ông ta, thở dài, tôi hút vài hơi thuốc, điếu thuốc cháy tạo thành những đốm lửa nhỏ, như ngọn lửa trong đáy mắt bà ta. Bà ta khẽ nhả thuốc ra, thấp giọng nói, con làm đúng lắm, bây giờ chúng ta không có hy vọng gì cả, người ngoài suy đoán thế nào cũng. Được, nhưng chúng ta nhất định phải thừa nhận Oanh Nhiễm là con gái của con, không chỉ như vậy, còn phải bảo hạ Oanh Nhiễm không được. Nghi ngờ thân phận của mình. Hạ thừa tướng kéo ghế ra ngồi xuống, ông ta nhìn vào chốt cửa gỗ, cái chốt dài đó như chặn trong lồng ngực ông ta, khiến ông ta cảm thấy khó thở. Ông ta bật cười, tiếng cười vang lên cùng tiếng hổn hển nơi lồng ngực, trong cái tướng phủ này, chỉ có Hạ Thương Mai mới là con ruột của con, mà con luôn muốn giết con bé. Lão phu nhân vẫn đang hút thuốc, im lặng không nói gì, chỉ là sắc mặt vô cùng u sầu. Hạ thừa tướng bật cười, bi thương nhìn lão phu nhân, mẫu thân, người thấy, có phải con làm sai rồi không? Có phải nên đối xử với Hạ Thương Mai? Ông ta không nói tiếp được nữa, cái khả năng này khiến chính ông ta cũng cảm thấy hoang đường. Lão phu nhân cười lạnh, nếu nửa năm trước, mọi thứ vẫn còn thể, nhưng mà, bây giờ trong lòng Hạ Thương Mai chỉ có sự thù hận với con, liệu con bé có đồng lòng với con nữa? Không thể, con bé chỉ biết trả thù con bé hận con. Chương 142, ta hận mẫu thân. Hạ thừa tướng ngẩng đầu lên, giống như là nuốt xuống một hớp không khí, cổ đưa rất dài, trên mặt lẫn lộn bi thương và sự tức giận không thể nói nên lời, nhưng ta vẫn là phụ thân của nó, không phải sao? Điểm này nàng không thể phủ nhận được. Lão phu nhân tức giận ngất trời, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn ngây thơ như vậy à? Ngươi thật sự cho là sau khi qua từng đó chuyện ép cưới, độc giết, bấy mưu hãm hại, nó sẽ còn nhận người phụ thân này là ngươi sao? Nó sẽ còn nhung nhớ tướng phủ sao? Nếu như nó còn, hôm nay cũng sẽ không để cho ngươi mất hết mặt mũi như vậy. Hạ thừa tướng hai tay ôm mặt, lập tức như già thêm 10 tuổi, nó là đứa con duy nhất của ta. Lão phu nhân bỗng nhiên đứng lên, bước nhanh tới đánh ông ta một bạt tai, không phải, hiện giờ ngươi không có đứa con nào hết, nó cũng không phải con gái ngươi, kể từ lúc ngươi ép cưới nó và ngươi đã trở thành kẻ thù rồi. Suy nghĩ lo lắng của nó mỗi ngày chính là muốn dồn ngươi vào chỗ chết. Gò má hạ thừa tướng đau nhức, một trận đau này kích thích ông ta, khiến ông ta nhớ tới ánh mặt lạnh như băng của nàng, bên trong chứa đầy hận ý. Trước kia ngươi bị Trần Nguyệt Nhung làm cho mê hoặc, những năm này chỉ có mình nàng ta là thiếp thị, mẹ con cái đương nhiên là mỏng manh, ngươi còn trẻ, có thể tái giá mấy lần nữa để sinh con đẻ cái cho ngươi. Lão phu nhân chậm rãi ngồi xuống, đáy mắt lạnh lẽo đến dùng mình, cho nên, bất kể Hạ Oanh Nhiễm là hạt giống của ai thì cũng chỉ có thể là con gái ngươi thôi. Hoàng hậu nương nương đã hạ chỉ gả, ngươi sẽ là quốc trưởng tương lai, cũng là thừa tướng đương chiêu, tiên đồ vô lượng, ngày sau các con ngươi sẽ thừa kế ngươi vinh dự, tiếp tục làm vinh quang cho nhà họ Hạ chúng ta, biết không hả? Lòng hạ thừa tướng như cho tàn, bắt đầu sinh ra một mầm xanh. Mẫu thân trước kia đã nói với ngươi rồi, Lâm Nhi tư chất không được, bảo ngươi cưới thêm một người nữa, nhưng mà ngươi cứ lo Trần Nguyệt Nhung sẽ khó chịu, lãng phí biết bao nhiêu năm như vậy. Nhìn ngươi đi, mấy năm này ngươi cưng chiều loại đàn bà gì vậy hả? Nói tới Hạ Lâm, Hạ thừa tướng mới nhớ ra người còn ở trong cung, ông ta cười lạnh một tiếng, Mai Phi bắt giữ Hạ Lâm rồi một mực giữ nó ở trong cung đi, chết cũng tốt, điên rồi cũng tốt, tốt nhất là đời này cũng đừng để cho ta thấy hắn nữa. Lão phu nhân đối với Hạ Lâm vốn còn có một phần thương tiếc tình cảm, nhưng biết hắn không phải cháu trai mình, phần ân tình này dĩ nhiên là không còn nữa, lấy lại thanh âm lạnh lùng. Nói, Mai Phi sẽ đưa nó trở về, đến lúc đó, nghĩ cách đưa nó về quê đi, cũng bớt phiền lòng. Giết hắn là điều không thể, giờ ngươi vẫn không thể để Oanh Nhiễm nảy sinh nghi ngờ,
nếu nó biết mình không phải là con gái ngươi thì sau này dù có làm thái tử phi, cũng sẽ không vì ngươi mà làm gì đâu. Con biết, ông ta ngước con ngươi hung ác lên, còn về chuyện thê thiếp của con, xin phiền mẫu thân phí tâm an bày giúp. Nếu muốn sau này gia đình bình an thì không thể lưu lại Hạ Thương Mai được. Còn về Liên thị, ngươi tự xem mà làm đi. Từ vợ thì không được rồi, cả bảy lý do để có thể từ vợ không có cái nào có thể áp dụng được cả. Nếu ngươi từ vợ thì người ngoài cũng sẽ chỉ trỏ trỏ bàn tán, thị phi của tướng phủ chúng ta đã đủ nhiều quá rồi. Hạ thừa tướng gật đầu, mẫu thân nói đúng, Hạ Thương Mai hôm nay hận ta tận xương tủy, đúng là không thể giữ lại được, nếu để nó mang theo hận ý này gả cho Nhiếp Chính Vương, tiền đồ của ta cũng sẽ bị cản trở, vẫn nên nghĩ cách diệt trừ nó đi. Nghĩ những cách khác thử xem, ở trong phủ này thì không làm gì được nó đâu. Lão phu nhân anh minh trên mặt cũng có chút mệt mỏi. Trước giờ bà ta luôn luôn rất mạnh, vốn tưởng rằng diệt trừ Hạ Thương Mai chẳng qua chỉ là một chuyện dễ dàng cho nên mới đem chuyện này giao cho Trần Nguyệt Nhung làm, là bà ta đã đánh giá cao Trần Nguyệt Nhung quá, cũng là đánh giá thấp Hạ Thương Mai. Đợi đến lúc bà ta muốn tự mình ra tay thì đã phát hiện ra Hạ Thương Mai đã quá mạnh rồi, ngay cả mình cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Hạ Chí Uyển. Thương Mai chẩn đoán Liên thị trong não có cục máu tụ đè lên thân kinh mắt. Châm cứu là cách chữa trị tất có tác dụng đối với việc làm tan máu ứ. Liên thị nằm ở trên giường, Thương Mai châm cứu cho bà. Du Ma Ma ở một bên nhìn, thấy hai mẫu thân tựa hồ cũng không có nói gì về chuyện xảy ra ngày hôm nay. Liên hỏi, phu nhân, người nghĩ Hà Hoè Quân có sẽ đuổi Hạ Oanh Nhiễm và Trần Nguyệt Nhung ra ngoài không? Liên thị nhàn nhạt nói, sẽ không. Du Ma Ma có chút giật mình, sẽ không. Chuyện này vô cùng nhục nhã, Hà Hoè Quân sao có thể nhịn được chứ? Chuyện vô cùng nhục nhã không nhịn thì cũng đã nhịn nhiều năm vậy rồi, ông ta sẽ không để mình phải chịu thiệt một cách vô ích, uổng công chịu tội vậy đâu. Hạ Oanh Nhiễm giờ đã được chỉ hôn với thái tử, trừ phi hoàng hậu Hạ chỉ hủy bỏ hôn sự, nếu không thì Hạ Oanh Nhiễm sẽ vẫn còn là con gái của Hạ Hoè Quân. Liên thị hiểu rất rõ con người này, hắn là bè xu nịnh, dĩ nhiên phải đặt mình lợi ích lên trước hết. Du Ma Ma cười nhạt, thật là kẻ không biết mặt mũi, vô địch thiên hại. Liên thị nghiêng hướng về phía Thương Mai, Thương Mai, còn bước kế tiếp ông ta sẽ làm gì? Thương Mai đỡ đầu Liên thị thẳng lại, nhẹ giọng nói, trong nháy mắt mất đi hai người con gái, cộng thêm sự thất vọng với Trần Nguyệt Nhung, mẫu thân nghĩ xem, hắn sẽ làm gì chứ? Liên thị cười một tiếng, không nói nữa. Hạ Oanh Nhiễm bị giam cầm trong lòng rất sợ, sợ khủng khiếp, những người đó nói đều là thật sao? Nàng ta không phải là thiên kim của tướng phủ. Trần Ninh kia. Không. Không phải, cái kẻ thô bỉ đó không phải là phụ thân nàng ta được, không phải. Đây nhất định là do Hạ Thương Mai cố tình bịa chuyện bôi xấu danh dự của nàng, phụ thân nàng là thừa tướng đương triều, nàng là thiên kim của tướng phủ, không phải là con gái của Trần Ninh hôi hám đó. Hạ thừa tướng đứng ở ngoài cửa, do dự hồi lâu mới đưa tay đẩy cửa ra. Hạ Oanh Nhiễm ngẩng đầu lên, đáy mắt ngấn nước, nàng ta thật sự sợ, mất đi thân phận thiên kim tướng phủ rồi thì nàng ta sống còn có ý nghĩa gì? Nhìn phụ thân trước giờ vẫn tôn kính tìm kiếm sự cưng chiều quen thuộc, nhất thời khóc ra thành tiếng, phụ thân, con không phải là con gái Trần Ninh, con là con gái của người. Hạ thừa tướng đưa tay kéo nàng ta, nhẹ nhàng ôm vào ngực, sự cưng chiều kia đã trở nên lạnh lẽo như băng, ông ta vỗ vỗ sau lưng nàng ta, nhẹ giọng an ủi, không sao, ta đã hỏi đại phu, con chính là con gái của Hà Hoè Quân ta. Thật à, Hạ Oanh Nhiễm cơ hồ vui mừng nhảy cẫng lên, phụ thân, có thật không? Thiên chân vạn xác, ta đã hỏi đại phu rồi, mẫu thân người trước kia quả thật từng có một đoạn tình cảm cùng Trần Ninh, cũng từng mang thai, nhưng lý đại phu nói nàng từng đến lấy thuốc phá thai, cho nên con và Lâm Lâm đều đúng là máu mủ của ta cả. Câu nói này của Hạ thừa tướng, là từ trong kẽ răng rít ra, lửa giận trong lông ngực ông ta dần dần thành tảng đá cứng rắn, cắm vào trong lòng khiến ông hít thở không thông. Hạ Oanh Nhiễm hét lên, mẫu thân thật sự đã từng qua lại với tên ác tặc kia sao? Sao có thể bẩn thỉu như vậy? Sau này con sẽ không nhận bà ta nữa. Nàng ta có thể nhìn ra được phụ thân hận mẫu thân thấu xương. Hôm nay nàng ta nhất định phải đứng cùng một phe với phụ thân. Phụ thân căm ghét mẫu thân, nàng cũng phải căm ghét mẫu thân. Con gái ngoan, ta đã có con và Lâm Lâm rồi thì những thứ khác đều không quan trọng nữa. Thanh âm Hạ thừa tướng tràn đầy mệt mỏi và đau đớn. Hạ Oanh Nhiễm nghe những lời này, cảm động đến lệ rơi đầy mặt, thật may. Thật may nàng vẫn là con gái của phụ thân, may mắn phụ thân tốt vẫn còn cưng chiều nàng, chỉ cần nàng là thiên kim của tướng phủ thì còn có hy vọng có hôn sự với thái tử.
Hạ thừa tướng vuốt đầu nàng, dịu dàng nói, mẫu thân con bên kia, con cứ cân nhắc mà lo liệu, tình cảm vợ chồng của hai ta đã chấm dứt, đương nhiên bà ấy vẫn có thể tiếp tục lưu lại trong phủ, dẫu sao bà ấy cũng là mẫu thân của con, cho dù cha vô cùng hận bà ấy, nhưng nể tình con nên có hận nữa thì cũng phải nhịn, nếu không sẽ lại làm khó con. Giờ tất cả mọi người đều biết mẫu thân con người như thế, đối với danh tiếng của con cũng sẽ có tổn hại, sau này người ta đàm luận thái tử phi, nhất định là có lau cũng không hết sỉ nhục này. Hạ Oanh Nhiễm mắt lộ ra hung quang, phụ thân yên tâm, con gái biết phải làm sao. Hạ thừa tướng khóe miệng chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười nhạt ở trên môi. Chương 143, nàng ta nhất định sẽ trở lại. Hạ Oanh Nhiễm sau khi ra ngoài liền trực tiếp cùng Hạ Đoàn đến phòng phu nhân Nguyệt Nhung. Phu nhân Nguyệt Nhung đang khóc, thấy Hạ Oanh Nhiễm trở lại, nàng ngạc nhiên đan lẫn mừng rỡ, vội vàng lao tới, Oanh Nhiễm, con được thả ra rồi sao? Phụ thân con có tin con là con gái của ông ấy thật không? Ông ấy nói thế nào? Hạ Oanh Nhiễm nhìn chằm chằm bà ta, lạnh lùng nói, phụ thân dĩ nhiên tin tưởng ta là con gái của người. Ông ấy tin, trên mặt phu nhân Nguyệt Nhung lóe lên tia vui sướng, vậy thì tốt, chỉ cần ông ấy còn tin tưởng là tốt rồi, con vẫn là thái tử phi. Chỉ cần con gả đến đấy rồi thì sẽ không có người dám nói ta lời ong tiếng ve. Vậy sao? Hạ Oanh Nhiễm tiếp tục cười nhạt. Phu nhân Nguyệt Nhung vẫn đắm chìm trong cực lớn trong vui sướng, hôn nhiên không phát hiện ra sự dị thường ở Hạ Oanh Nhiễm, tự nhiên nói, không sai, chỉ cần ông ấy còn tin tưởng, mẹ con chúng ta sẽ vẫn có cuộc sống tốt. Ta sẽ không bỏ qua cho mẹ con Liên thị đâu, nhất định phải kiếm bọn chúng cũng phải nếm được lợi hại của ta, phải bắt bọn chúng quỳ xuống trước mặt ta cầu xin tha thứ. Hạ Oanh Nhiễm hừ một tiếng, đột nhiên biến sắc, người đâu, đưa phu nhân đến nhã thất ở hậu hoa viên. Phu nhân Nguyệt Nhung giật mình nhìn Hạ Oanh Nhiễm, con nói gì? Đưa ta đến hậu hoa viên. Hạ Oanh Nhiễm trợn mắt nhìn bà ta, đáy mắt đầy hận ý, hung tợn nói, không sai, bà cho là bà còn có thể lại trong nhà này được sao? Phụ thân không đuổi bà ra khỏi phủ chẳng qua là phá lệ khai ân thôi. Bà yên tâm, có ta ở đây một ngày, tướng phủ sẽ không để bà đói đâu. Nhưng mà nếu bà dám sanh sự gây phiền toái cho ta thì đừng trách ta không niệm tình mẹ con. Phu nhân Nguyệt Nhung ngã ngồi ở trên ghế, mặt mũi hoảng sợ, thật sự cho là mình nghe lầm, con gái ruột thịt của bà ta lại nói những lời ác độc như vậy với bà ta được sao? Không, ngươi không thể đối với ta như vậy được, không có ta, ngươi chẳng qua chỉ là. Đột nhiên bà ngừng lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Hạ thừa tướng đang chậm rãi bước vào. Hạ thừa tướng ngược sáng bước vào từng bước. Sau lưng là ánh mặt trời nhức mắt, khiến người ta cơ hồ nhìn không rõ mặt mũi ông ta. Hạ Oanh Nhiễm quay đầu, lấy lòng nói, phụ thân, sao người cũng tới vậy? Ta không yên tâm con, sợ bà ấy sinh lòng oán hận, sẽ nói những lời ác độc với con. Giọng Hạ thừa tướng như ngâm trong hồ băng, lạnh không thể tả. Bà ấy dám, nếu bà ấy dám làm như vậy, con nhất định không để cho bà ấy ở trong phủ nữa. Hạ Oanh Nhiễm lạnh lùng nói. Phu nhân Nguyệt Nhung chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng, bỗng nhiên bà ta ý thức được rằng thật ra Hà Hoè Quân đã biết Oanh Nhiễm không phải con gái ông ta làm như vậy chẳng qua là muốn lợi dụng Oanh Nhiễm. Lòng bà ta nhất thời giống như thuyền nhỏ đang lênh đênh giữa biển lớn, kinh hoàng không thốt nên lời, nếu ngay cả đường lui là Oanh Nhiễm cũng không còn nữa, vậy thì đời này bà ta sẽ không còn cách nào xoay ngược tình thế được. Không thể như vậy được, con gái là do bà ta sinh ra. Nếu như sau này nàng ta có thể hưởng vinh hoa phú quý thì kẻ làm mẹ là bà ta cũng nhất định phải được đi theo hưởng thụ, bà ta không thể để cho Hà Hoè Quân chiếm đoạt tất cả như vậy. Bà ta phải mưu tính từ từ. Tự ta sẽ thu dọn, các ngươi không được phép đụng vào đồ của ta. Phu nhân Nguyệt Nhung nghĩ như vậy xong liền quay đầu nổi giận với những người hầu đang thu dọn đồ đạc của bà ta. Hạ Oanh Nhiễm thấy bà ta nghe lời như vậy, mới hài lòng nói, chỉ cần bà ngoan ngoãn ở hậu hoa viên không ra dở trò thị phi. Ta sẽ không làm khó bà. Phu nhân Nguyệt Nhung cơ hồ muốn phun một ngụm máu tươi ra ngoài, bà ta cắn răng giấu ở hết lửa giận và bi thương, dọn dẹp đồ trang sức quý giá và quần áo. Hạ thừa tướng nói với Hạ Oanh Nhiễm, Oanh Nhiễm, con ra ngoài trước đi, phụ thân có mấy câu muốn nói với mẫu thân con. Hạ Oanh Nhiễm có chút lo âu nhìn phu nhân Nguyệt Nhung một cái, nàng ta không phải đang lo Hạ thừa tướng sẽ tổn thương bà ta mà là sợ bà ta sẽ ăn nói bậy bạ. Con cũng muốn ở đây nghe, Hạ Oanh Nhiễm nói. Hạ thừa tướng dụ dỗ nói, đây là lời nói giữa vợ chồng với nhau, con đứng cạnh nghe không hay lắm. Con ra ngoài trước đi, yên tâm, phụ thân đã đồng ý với con rồi,
sẽ không làm khó bà ấy đâu, dẫu sao bà ấy cũng là mẫu thân của con mà. Hạ Oanh Nhiễm chỉ đành phải nói, được, vậy con sẽ ra chờ ở bên ngoài. Trước khi ra ngoài, nàng ta còn hung hãn trợn mắt nhìn phu nhân Nguyệt Nhung một cái, cảnh cáo bà ta không được nói bậy bạ. Sau khi người lui ra hết, Hạ Thừa Tướng mặt nhìn Trấn Song, giọng nói lạnh như băng, nếu ngươi còn muốn ở lại tướng phủ thì ăn nói cẩn thận một chút. Phu nhân Nguyệt Nhung thương tâm nhìn ông ta, nhiều năm vợ chồng, hôm nay ông ngay cả nói chuyện cũng không muốn nhìn ta sao. Ta không muốn muốn làm mình thấy kinh tởm. Kinh tởm, phu nhân Nguyệt Nhung ôm ngực, mặt đầy thương tâm như muốn chết đến nơi, nhưng trước đây không lâu, ông còn ôm ta nói yêu ta. Ta với Trần Ninh đều là chuyện đã qua, ông thật sự để ý đến vậy sao? Hay là vì chuyện ta lừa gạt ông bức hỏa, ông để ý những thứ này sao? Liên Thúy Ngữ cũng giỏi lắm mà, thiên hạ đều biết ông bỏ bê bà ta, làm nhục bà ta, có thể thấy ông cũng không phải coi trọng điều này. Im miệng, Hạ Thừa Tướng bỗng nhiên xoay người hung tợn nhìn chằm chằm bà ta, bây giờ mỗi một chữ miệng ngươi nói ra cũng đều khiến ta chán ghét không ngừng, ta và chồng trước của ngươi là bạn tốt, lúc ngươi còn là quả phụ. Ta mỗi lần đến thăm đều thấy ngươi đóng chặt cửa không liên lạc với người ngoài, chỉ nghĩ là ngươi giữ mình tốt. Ngươi đưa ta một bức họa, trông rất sống động, vượt qua những thứ Liên Thúy Ngữ đã làm cho ta nên ta mới cho rằng ông trời đã bạc đãi ngươi, đối xử không đúng với ngươi, một phần đáng thương, không ngờ đấy lại là lưỡi dao làm nhục ta. Ông chưa từng yêu ta sao? Nếu ông không thương ta, sao lại vì ta mà bỏ bê Liên Thúy Ngữ? Phu nhân Nguyệt Nhung từ đầu đến cuối không tin tình cảm tốt đẹp của hai người lại trở thành độc ác như vậy, chuyện của ta và Trần Ninh đã là chuyện quá khứ rồi, trước khi gặp được ông. Phải không, vậy mười mấy năm qua, mỗi tháng hắn ta đều tới mấy lần, người dám nói giữa các ngươi không có chuyện gì. Người cầm tiền của ta đem cung phụng cho cái loại thị phi khốn nạn này, nhớ tới là ta liên hận không giết được ngươi. Hạ Thừa Tướng nhìn chằm chằm bà ta, đáy mắt bừng bừng lửa giận. Không có, thật sự không có. Phu nhân Nguyệt Nhung khóc rãi bày, ta dám thề với trời, thật sự là không có. Ta vốn là muốn cắt đứt liên lạc với hắn, nhưng hắn dùng chuyện trước kia tình uy hiếp ta, nói rằng nếu ta dám không đối xử tốt với hắn thì hắn sẽ đến trước mặt ông để tố cáo ta, ta không dám đắc tội hắn, ta sợ mất đi ông. Là sợ mất đi ta hay là sợ mất đi vinh hoa phú quý hiện giờ của ngươi? Được, Trần Nguyệt Nhung, ta không muốn nói với ngươi những chuyện này nữa, nó chỉ khiến ta càng thêm căm thù, chán ghét ngươi thôi. Giờ ta ở đây nói chuyện riêng với ngươi cũng chỉ là muốn cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi còn muốn sống bình yên thì hãy an phận một chút cho ta, Oanh Nhiễm bên kia, ăn nói cẩn thận một chút. Ông chỉ muốn lợi dụng nó, đúng không? Phu nhân Nguyệt Nhung cười lạnh, ánh mắt đầy sự tan nát và tuyệt vọng. Cha con nhiều năm, tóm lại có một phần tình cảm. Ta chỉ là không muốn nó thương tâm, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Nói xong, ông ta lạnh lùng phất tay áo bỏ đi. Phu nhân Nguyệt Nhung kinh ngạc ngồi ở trên ghế nhìn theo, lạnh lùng cười, cười xong lại khóc, ta không tin ông là người sẽ niệm tình cha con sao? Nếu ông có thì đã không đối với Hạ Thương Mai như vậy rồi. Ở trong lòng ông, tiền đồ và quan đồ mới là trọng yếu nhất, ta không tin ông. 16 năm, bà ta làm phu nhân tướng phủ 16 năm, mặc dù không phải là danh phận chính thức, nhưng mà ở trong phủ này, tất cả mọi người đều xem bà ta là phu nhân, người ngoài cũng cho là như vậy. Bà ta không thể bị đánh đuổi đến hậu hoa viên như rắn độc vậy, bà ta nhất định phải thoát ra. Chương 144, cứ việc chọn. Coi như Hạ Thừa Tướng cũng không bạc đãi nàng, còn tặng cho nàng một thị nữ đó chính là Thùy Nga bị đuổi ra khỏi Hạ Chí Uyển. Thùy Nga vẫn luôn muốn đi theo phu nhân Nguyệt Nhung, bây giờ coi như là được như ước nguyện rồi, đáng tiếc chính là, phu nhân Nguyệt Nhung hiện giờ còn không bằng cả Liên Thị ngày xưa. Thùy Nga tiến vào với bộ mặt bầm dập. Còn chưa thu dọn xong thì phu nhân Nguyệt Nhung đã sai nàng ta đi quét tước. Nàng ta ủ rũ cầm lấy cây chổi, khó khăn lắm mới quét sạch sẽ thì phu nhân Nguyệt Nhung lại sai nàng ta đi quét sân và đình nghỉ mát. Thùy Nga bị đánh một trận ở Hạ Chí Uyển, hiện giờ đi vào nơi này, ngay cả một ngụm nước cũng chưa uống đã bận bịu tối mắt tối mũi, làm sao cam tâm. Nàng ta đặt mông ngồi xuống, uất ức nói, để nô tỳ nghỉ một lát rồi lại quét tiếp. Phu nhân Nguyệt Nhung nhướn cao đôi mày liễu. Véo lỗ tai nàng ta, ngay cả ngươi cũng dám đến khi dễ ta phải không? Thường ngày chẳng phải cứ nháo nhào muốn đến hầu hạ ta sao? Bây giờ ước mơ đã thành sự thật mà còn dám buông lời oán hận. Lúc trước Thùy Nga bị Tiểu Khuyên đánh, vành tai cũng bị thương theo nên khi bị véo mạnh như vậy nàng ta lập tức đau đến mức gào khóc thảm thiết. Phu nhân thứ tội,
phu nhân thứ tội, nô tỳ đi làm ngay. Phu nhân Nguyệt Nhung đã sinh hận, khó được tìm được người để phát tiết thì làm sao dễ dàng thả nàng ta đi được. Để xả hận bà ta đánh Thủy Nga đến khi khóe miệng cùng mũi đều chảy máu mới bằng lòng bỏ qua. Thọ yến qua đi, lão phu nhân cùng hạ thừa tướng đều không tìm Thương Mai nói chuyện. Bọn họ đã cảm thấy không cần thiết nữa. Trong phủ không có phu nhân Nguyệt Nhung làm chủ, lão phu nhân lại mệt mỏi, Hạ Oanh Nhiễm liền tự tiến cử để mình quản lý chuyện trong phủ, lão phu nhân cùng hạ thừa tướng đều đồng ý. Vừa tiếp nhận vị trí, Hạ Oanh Nhiễm liền thể hiện, đầu tiên là hạ lệnh đình chỉ hết thảy những cung ứng cho Hạ Chí Uyển, ngay cả chi phí sinh hoạt cùng thức ăn hàng ngày đều bị đình chỉ. Việc này không được thông báo trực tiếp cho Hạ Chí Uyển, làm cho Du Ma Ma cùng Tiểu Khuyên đã phải chịu khuất nhục lúc đi lấy đồ. Điều này có nghĩa là Hạ Chí Uyển phải tự lực cánh sinh. Liên thị có một ít bạc, nhưng lúc trước đã cho vợ con Trần Ninh một ít, lại cầm một ít đi mua lại thị nữ Đông Hương của Tiểu Khuyên và Lý Đại Phu nên chẳng còn bao nhiêu. Tuy nhiên, Liên thị không hề lo lắng, bà còn trang sức có thể bán lấy tiền mặt. Tiểu Khuyên lén nói chuyện này với Thương Mai, số trang sức đó đều là đồ cưới của phu nhân, là mâu thân đã mất của phu nhân để lại cho bà. Thương Mai cũng không nhẫn tâm bán đồ cưới của Liên thị lấy tiền, nhưng quả thực số bạc ít ỏi còn sót lại không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Vừa vặn Mộ Dung Tráng Tráng đi vào, nghe được bọn họ đang lo lắng về kế sinh nhai thì cười nói, chẳng phải chỉ là chuyện tiền bạc thôi sao? Ngươi yên tâm, thứ mà ta có chính là tiên, muốn bao nhiêu ta sẽ đưa cho ngươi. Thân là trưởng công chúa, đất đai phong ấp của nàng ta hàng năm đều mang về một lượng lớn bạc nên hiển nhiên với nàng ta mà nói thì tiền chẳng là cái gì cả. Thương Mai khéo léo, cảm ơn ý tốt của công chúa, tiền bạc chỉ là tạm thời, cứ dựa vào công chúa mãi cũng không phải là cách, hơn nữa, ta có y thuật nên tự lực cánh sinh cũng không phải là vấn đề. Nhưng Tráng Tráng lại nhíu mày, tự lực cánh sinh, nữ tử muốn tự lực cánh sinh thì hoặc là nhập phủ làm nô tỳ, hoặc là bán vào thanh lâu làm cô nương, lại có người ra chợ mở sạp bán tảo phớ hay hoành thánh gì đó, ngươi có thể làm gì? Thương Mai lôi kéo Tráng Tráng đến một bên, nói nhỏ vài câu. Tráng Tráng suy nghĩ một chút, như thế cũng được, dù sao ngươi cũng chữa khỏi cho Lương Vương cùng Lão Thất, chỉ cần tung tin này ra, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người giàu có tìm đến ngươi chữa bệnh, tiền trần bệnh cũng sẽ đầy túi. Phiên công chúa vì ta mà đánh động một chút, Thương Mai khẩn thiết nói. Ngươi yên tâm, đây không phải việc gì khó, ta thường ngày tuy rằng ít lui tới cùng các phu nhân nhà quan, nhưng vẫn có thể tung ra một vài tin tức. Tráng Tráng nói. Theo học y ngày đó khởi, từ ngày theo học ngành y, cô đã tin rằng hành nghề y là sự nghiệp cả đời của mình, cô không muốn bị cuốn vào những cuộc đấu tranh khác mà bỏ qua giá trị sống của cuộc đời mình. Khi mới đến, cô đã suy nghĩ về việc làm thế nào để tồn tại, bây giờ đã có được chỗ đứng vững chắc, cô lại phải tìm một lối thoát cho sự nghiệp của mình, cũng là để có thể nuôi sống bản thân và Liên thị. Trên đường đến Lương Vương Phủ, Mộ Dung Tráng Tráng trực tiếp hỏi Thương Mai. Dự định, không phải là để công chúa tìm cho ta. Mộ Dung Tráng Tráng ngắt lời cô, người biết là ta không đề cập đến nhưng mà người định đối phó với Trần Nguyệt Nhung cùng Hạ Oanh Nhiễm thế nào. Còn có tướng phủ, người sẽ không ngây thơ đến mức nghĩ rằng tướng phủ sẽ buông tha cho người đi chứ. Bọn họ lúc này đây đã phải chịu thất bại nặng nề, thể diện của tướng phủ đều mất hết và mọi chuyện sẽ đổ hết lên đầu ngươi. Tuy rằng hôm ấy Mộ Dung Tráng Tráng không có ở đây, nhưng nàng ta đều biết hết những chuyện đã xảy ra. Binh đến tướng chặn, nước dâng xây bờ. Thương Mai vén rèm lên, nhìn về dáng vẻ vội vã của dân chúng bên ngoài. Trần Nguyệt Nhung cùng Hạ Oanh Nhiễm đâu? Mộ Dung Tráng Tráng cực kỳ chán ghét hai người này, nàng ta vẫn cảm thấy kết cục như vậy là chưa thỏa đáng, nàng ta hiểu rất rõ về chuyện bức hôn. Công chúa, chuyện này cứ thuận theo tự nhiên thôi. Thương Mai không nhiều lời nhưng ý hận trong lòng vẫn chưa tiêu tan. Cô biết rằng mối hận này là do nguyên chủ Hạ Thương Mai lưu lại, nàng ấy chết dưới tay Mộ Dung Trịnh cùng mẹ con Trần Nguyệt Nhung. Nếu hai người này không chết thì oán khí này cũng sẽ không tiêu tán. Đừng quá mềm lòng, có một số người sẽ không bởi vì ngươi nhượng bộ mà cảm kích trong lòng, bọn họ chỉ biết được một tấc lại muốn tiến một thước. Tráng Tráng cho rằng Thương Mai định buông tha cho bọn họ liên tốt bụng nhắc nhở. Công chúa yên tâm, ta tự biết chừng mực. Thương Mai nhìn nàng ta, trong lòng có chút xúc động, Mộ Dung Tráng Tráng quen cô chưa lâu, cũng không phải là thâm giao nhưng luôn nghĩ cho cô. Đến cổ đại. Không chỉ có những tính toán, âm mưu mà còn cả tình bằng hữu, chuyện này đối với cô mà nói là niềm an ủi lớn. Xe ngựa bị dừng lại giữa chừng, và người chặn xe hóa ra là Trần Loan Loan. Trần Loan Loan cưỡi ngựa, trang phục uy phong lãm lãm,
ngồi trên lưng ngựa, nếu trên lưng mang theo gánh nặng thì đúng là rất khí thế. Nàng ta xoay người xuống ngựa rồi ủ rũ leo lên xe ngựa, cúi đầu nói, tổ mẫu bảo ta theo sát người suốt 12 canh giờ cho đến khi ta được gả ra ngoài. Thương Mai không biết nên khóc hay cười, lão thái quân này nóng vội quá rồi chăng? Không phải đã nói là còn nửa năm nữa ư? Tráng Tráng cùng tiểu thư Trần gia đã sớm quen nhau, nghe được nàng nói như vậy, cũng bật cười, tổ mẫu người đúng là sốt ruột quá rồi, người không thấy là ta vẫn còn chưa gả đi sao? Trần Loan Loan tiêu Tráng Tráng liếc mắt một cái, tổ mẫu nói, không thể học trưởng công chúa, thấy nàng ta từng này tuổi mà còn chưa gả đi, Tiêu Kiêu đại ca vì tránh người mà tránh đến tận biên quan rồi. Tráng Tráng tái mặt, Loan Loan, ta là an ủi ngươi, ngươi đừng khiến người ta tổn thương chứ. Thương Mai nghe Loan Loan nói liền hỏi, Tiêu Kiêu là ai? Loan Loan trừng mắt, ngươi ngay cả Tiêu Kiêu cũng không biết. Là Tiêu đại tướng quân đói. Tiêu đại tướng quân không phải Tiêu Thác sao? Thương Mai khó hiểu. Tiêu Kiêu là ca ca của Tiêu Thác, sau này là đại bá của ta. Loan Loan chẳng biết xấu hổ nói. Tráng Tráng trừng mắt với nàng ta, còn biết xấu hổ là gì không? Chuyện này, bát tự còn chưa trao đổi mà ngươi đã không biết ý tứ, đi rêu rao khắp nơi. Chuyện đó chẳng phải đã là ván đóng thuyền sao? Tổ mẫu của ta nói Thương Mai là Nhiếp Chính Vương phi tương lai, Tiêu Thác cùng Nhiếp Chính Vương là bạn tốt, chỉ cần Nhiếp Chính Vương phi nói một tiếng, Tiêu Thác cũng không thể không cưới. Nàng ta nhìn Thương Mai, đúng không? Chút chuyện nhỏ này mà cũng không đáp ứng, thì sao có thể nói mình là bạn tốt của Vương gia chứ? Nếu ai làm bằng hữu của ta thì 12 ca ca của ta, các người cứ việc chọn, các người thích ai thì cứ nói với ta. Chương 145, Đại sự của Loan Loan. Thương Mai cùng Tráng Tráng liếc nhau, chăm miệng một lời nói, không cần, cảm ơn. 12 ca ca là cái quần què gì vậy? Hơn nữa đều chưa thành thân sao? Thương Mai lập tức ý thức được, Trần Loan Loan có khi nào là con gái duy nhất của Trần gia không? Cô liền hỏi thử, Loan Loan, các tỷ tỷ của ngươi đều xuất giá hết rồi sao? Loan Loan nhìn cô, ta là cô nương duy nhất của nhà chúng ta. Quả thế. Mộ Dung Tráng Tráng nói với Thương Mai, người vẫn nên đừng đắc tội với nàng ta thì hơn, Viên Minh Châu trong lòng bàn tay Trần gia đó, những kẻ khác đều là trai tráng, ai dám ức hiếp Loan Loan, thì 12 vị tướng quân ấy không phải là cửa ải dễ qua đâu. 12 tướng quân, xem ra thật sự có chút quan hệ với Loan Loan. Thương Mai kéo cánh tay Loan Loan, Loan Loan, tướng quân nhà các người còn chưa thành thân sao? Ngoại trừ thập nhị ca thì những người khác đều đã thành thân rồi. Loan Loan nói, ngươi thích thập nhị ca sao? Chuyện này không phải là thích hay không, nhưng hôm nào đó hãy đưa ta về làm quen đi, cả 12 ca ca ta đều muốn làm quen. Được, dù gì thì ta cũng chẳng thích 11 chị dâu của mình mà các nàng cũng không thích ta, đổi hết một loạt là tốt nhất. Loan Loan buồn bực nói. Tráng Tráng chỉ vào trán cô, chắc chắn là các nàng không thích ngươi, người ta đều là tiểu thư xuất thân từ các danh môn, ngươi nói chuyện với người ta không vừa ý liên chửi thề. Thì ai thích ngươi? Hơn nữa, 12 ca ca của ngươi vô cùng yêu thương ngươi, các chị dâu của ngươi không ganh ghét mà được sao? Loan Loan có chút phiền não, ta biết, ta đang sửa đổi những các nàng ở sau lưng ta nói rất khó nghe. Dám nói ngươi, ta không tin, Tráng Tráng nói, ở Trần gia các ngươi, ngươi chính là lão đại, ai dám nói xấu sau lưng ngươi chứ? Sau lưng cũng nói mà trước mặt cũng không tha, nhưng lúc có ca ca cùng tổ mẫu thì các nàng không dám nói. Còn tốt với ta nhưng thừa dịp mọi người không chú ý, các nàng sẽ nhổ nước bọt vào cốc của ta, lén dậm chân ta. Lúc nói chuyện Loan Loan có chút nghẹn ngào, có thể thấy được là nàng thực sự rất uất ức. Trần Loan Loan nói xong liền vén rèm lên nói với Sa Phu, không đến Lương Vương Phủ nữa, đến thẳng Nhiếp Chính Vương Phủ. Tráng Tráng nói, không, chúng ta phải đến Lương Vương Phủ trước. Lương Vương hiện giờ đang ở Nhiếp Chính Vương Phủ, Loan Loan đáp lại. Ngươi làm sao mà biết được? Tráng Tráng trừng mắt, ta đương nhiên biết, từ khi Thương Mai nói muốn gả ta cho Tiêu Thác, ta liền sai người nghiêm mật giám sát nhất cử nhất động của Tiêu Thác, thám tử nói hắn hiện giờ đang ở Vương Phủ cùng Lương Vương. Thương Mai cùng Loan Loan liếc nhau, đều nở nụ cười. Tráng Tráng thở dài nói, tiểu nha đầu lừa gạt, nếu bị Tiêu Thác biết ngươi dám thị hắn, thì sẽ không còn trái ngọt mà hưởng đâu, tính tình của Tiêu Thác cũng vô cùng táo bạo đấy. Loan Loan nhún nhún vai, ta mặc kệ. Tổ mẫu nói có cơ hội cứ ngủ với Tiêu Thác, người xem không phải Hạ Oanh Nhiễm cũng ăn cơm trước kẻng với thái tử sao. Nàng ta ngủ xong, hoàng hậu liên tứ hôn. Cái gì, Thương Mai cùng Tráng Tráng chăm miệng một lời giống lên, tổ mẫu của ngươi dạy thế.
Nhưng mà, lão thái quân hiển nhiên là biết Hạ Oanh Nhiễm cùng thái tử đã gạo nấu thành cơm rồi, lợi hại, tin tức của lão thái quân này đúng là nhanh nhạy. Đúng vậy, tổ mẫu nói đây là biện pháp tốt nhất, tổ mẫu còn nói, nếu Tiêu Thác đủ lợi hại thì ta chỉ cần ngủ cùng chàng một lần là có thể. Hoài thai cục cưng, Trần gia ta đều là sinh ba, ta đến lúc đó cũng có thể sinh cho Tiêu ba đứa bé sinh ba, như vậy Tiêu Thác sẽ rất thích ta. Tráng Tráng muốn té xỉu, nàng gối đầu lên vai Thương Mai, khóe miệng run rẩy, Thương Mai, hôm nào đó ngươi hãy nói với lão thái quân rằng dạy hư cháu gái mình như vậy không tốt. Thương Mai lại cảm thấy rất thú vị, nhưng đây là biện pháp tốt nhất, với tính cách của Tiêu Thác, nếu Loan Loan không áp dụng cách thức chủ động thì chuyện sẽ không thành được. Loan Loan kéo Tráng Tráng, công chúa, người đừng nói nữa, đây đúng thật là biện pháp tốt, nếu lúc trước người sớm ngủ cùng Tiêu Kiêu đại ca thì bây giờ người đã là phu nhân đại tướng quân rồi. Sao đến phiên thị nữ của ngươi gả cho Tiêu Kiêu đại ca chứ? Bây giờ người có hối hận cũng không kịp. Thương Mai càng nghe càng hồ đồ, Tiêu Kiêu đại ca này là đại ca của Tiêu Thác cũng là người trong lòng của công chúa. Cô thấy sắc mặt của Tráng Tráng không được tốt liền nói, được rồi, Loan Loan, đừng nói nữa, chúng ta đến vương phủ thì đến vương phủ nhưng ngươi phải nghe lời ta. Nghe chứ, tổ mẫu bảo ta nghe lời ngươi. Còn một chuyện nữa, ngươi phải nhớ kỹ. Không được nói cho bất luận kẻ nào biết ta đáp ứng với tổ mẫu ngươi rằng sẽ kết đôi cho ngươi cùng Tiêu Thác, nếu không sẽ khiến cho Tiêu Thác bị phản tâm lý. Loan Loan vỗ ngực, chưa nói, đều chưa nói gì hết, chỉ nói sơ sơ cho tổ mẫu cùng người trong quân, còn cả 12 ca ca của ta nữa mà thôi. Miệng Tráng Tráng liên tục run rẩy, Thương Mai, đối với Loan Loan, ngươi phải giữ bí mật tất cả mọi chuyện, tất cả người Trần gia nàng ta đều là những kẻ lắm mồm. Chuyện của nàng cùng Tiêu Kiêu đều được truyền ra từ Trần gia. Mà điểm then chốt ở đây là nàng không cách nào tức giận vì bọn họ dường như đều không cho rằng tin đồn do mình truyền ra có gì sai. Đến vương phủ, Trần Loan Loan liền nói trước với Thương Mai cùng Tráng Tráng, khi gặp Tiêu Thác, các ngươi ngàn vạn lần không được nói ta là Trần Loan Loan. Vậy nói ngươi là ai? Tráng Tráng tức giận hỏi. Cứ nói ta là Trần Thập Tam, là bạn tốt của các ngươi, đưa ta tới đây là để biết vương phủ trông thế nào. Ngươi chưa từng gặp Tiêu Thác, Tráng Tráng hỏi. Từng gặp rồi nhưng chàng chưa thấy ta, ta từ trước đến nay vẫn luôn khiêm nhường mà. Loan Loan hạ giọng nói, đưa tay duỗi thẳng tóc, đôi mắt to chớp chớp, vô cùng xinh đẹp. Xuống xe ngựa, Loan Loan lại dặn dò, ngàn vạn lần không được gọi ta là Trần Loan Loan, nếu không hắn sẽ bị định kiến và có ấn tượng xấu về ta, hắn không thích Trần Loan Loan. Được rồi, đừng rông dài nữa, chúng ta sẽ không nói đâu. Tráng Tráng kéo cô ra sau, đi phía sau đi. Thương Mai không thể nhịn cười khi thấy sự tương tác giữa Loan Loan cùng Tráng Tráng. Không ngờ thời cổ đại xâm nghiêm này lại có thể gặp được những cô nương thú vị đáng yêu như vậy, nếu cô cứ bị giam cầm ở tướng phủ, thì có lẽ cô sẽ cho rằng, cổ đại đều là tranh đấu, tính kế giống tướng phủ. Đám người Mộ Dung Khanh đang ngồi trong đình nghỉ mát của Hoa Viên, nghe báo lại rằng công chúa và Thương Mai đến Lương Vương Liên nở nụ cười vô liêm sỉ. Xem kìa, nữ nhân nhà ta lại đuổi đến rồi. Cút sang một bên đi, ai là nữ nhân của nhà ngươi hả? Mộ Dung Khanh hung hắn liếc mắt một cái. Nói sai rồi, phải nói là đại phu nhà ta. Lương Vương cười hì hì nhìn Mộ Dung Khanh, yên tâm, ta không giành của ngươi đâu, đó không phải là mẫu người mà ta thích. Tô Thanh thản nhiên nói, Lương Vương, mẫu hình mà ngươi thích là loại giống Hạ Oanh Nhiễm chăng? Nhưng cuối cùng, Hạ Oanh Nhiễm vẫn không coi trọng ngươi. Cút! Ngươi còn chưa cưới được vợ còn mặt mũi mà nói ta xa. Ta là không thích cưới, trong kinh có ai là không biết thanh danh của Tô Thanh công tử ta chứ? Tô Thanh ngạo nghễ nói. Mộ Dung Khanh không nói gì chỉ bưng ly rượu lên uống ực một cái hết ly, sau đó liên tục rót thêm mấy chén và uống sạch rồi phân phó Nghiêm Vinh, đem tất cả rượu đi, thay bằng trà. Tiêu Thác Liên ngăn lại, đừng, ta còn chưa uống xong. Mang đi, ban ngày ban mặc uống rượu gì chứ? Lối sống bê tha quá, Mộ Dung Khanh bất giác phân trần rồi đem bầu rượu đưa cho Nghiêm Vinh. Là ngươi đề nghị uống rượu mà, vừa rồi ta mới chỉ hớp một ngụm nhỏ. Tiêu Thác nóng nảy, muốn xông lên giật lại bầu rượu trong tay Nghiêm Vinh xoay người chuồn mất, nghênh ngang bỏ đi. Chương 146, lại nhải rất nhiều. Mộ Dung Khanh ngồi yên lặng, trong tay bưng một tách trà nóng, nhìn Thương Mai bê hòm thuốc bước từng bước một tới. Vết thương trên mặt hắn đã nhạt đi rất nhiều, nhưng dưới ánh mặt trời chiếu rọi thì vẫn là có thể thấy rất rõ ràng. Tuy nhiên ánh sáng trong mắt đã có tinh thần hơn khiến cho trong lòng người nhìn hết sức thoải mái.
Thương Mai nhìn năm đại nam nhân chen chúc ở trong đình, có chút muốn cười. Hơn nữa mặt Tiêu Thác đây tức giận, có vẻ vừa bị mắng rồi. Này, uống chút rượu chứ? Tráng Tráng đi tới, ngửi được trong không khí mùi rượu, cười nói. Không, uống trà thôi. Mộ Dung Khanh lãnh đạm nói, ánh mắt dừng lại trên mặt Thương Mai, mới sáng sớm vậy đã tới. Đúng vậy, vốn là phải đến Lương Vương phủ, có điều biết được Lương Vương ở chỗ này nên liên tới. Thương Mai để dương thuốc xuống bàn đá, nhìn một chút trà nóng hổi trong ly của mọi người. Đây không phải là Trần Loan Loan sao? Tô Thanh nhìn Loan Loan, hơi kinh ngạc hỏi, sao ngươi cũng tới? Trần Loan Loan mặt cũng xanh mét, không nghĩ là Tô Thanh cũng ở đây, Tô Thanh quen biết các ca ca nàng, cũng đã từng tới phủ thấy nàng mấy lần. Tiêu Thác nghe vậy, ngẩng đầu lên, trợn to mắt nhìn Trần Loan Loan. Loan Loan đứng ở khoảng cách gần thấy Tiêu Thác, nhất thời liền bị mê mẩn, nàng xoắn quyết tiến lên, Tiêu Thác đại ca, ta là Trần Loan Loan, tổ mẫu nói sẽ gả ta cho chàng. Cầm Tiêu Thác cơ hồ muốn rơi xuống đất, hắn quay mặt sang, uống một hớp trà, nóng làm nước mắt muốn chảy cả ra. Trần Loan Loan thấy hắn như vậy, trong lòng quính lên, tiến lên nói, ta biết chàng không thích cô gái dùng kiếm, ta sau này sẽ học thêu thùa. Mặt Tiêu Thác đỏ ửng cả lên, cắn chặt răng, muốn nói mấy câu tuyệt tình với Trần Loan Loan, nhưng mà thấy nàng mở to hai mắt, hai con ngươi đen nhánh rất đẹp, khuôn mặt trắng nõn có lúm đồng tiền, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, bộ dáng hết sức ủy khuất, hắn lại không nói ra được. Tô Thanh nhìn Trần Loan Loan một chút, lại nhìn Tiêu Thác một chút, sau đó nói, Hạ đại phu, có phải ngươi đến châm cứu cho Lương Vương không? Còn cả Vương gia nữa, vết thương đã kết vảy nên bôi thuốc rồi, tất cả giải tán đi. Tiêu Thác đứng lên, phút một cái chạy mất. Trần Loan Loan nhìn bóng lưng hắn, lẩm bẩm, tư thế chạy của Tiêu đại ca cũng đẹp ghê hết. Nét mặt Mộ Dung Khanh không thay đổi, đứng lên nói với Thương Mai, ngươi giúp bổn vương bôi thuốc trước. Ta trước, Lương Vương đứng lên cãi. Mộ Dung Tráng Tráng ấn bả vai Lương Vương một cái, ngồi xuống, tiểu cô muốn nói với ngươi một chút đại sự của đời người. Lương Vương mặt mày khó xử nói, đại sự đời người. Của cô à, cô thì có người nào mà đại sự chứ? Là đại sự của đời ngươi kìa, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi định tùy tiện cưới một vương phi để đối phó mẫu hậu ngươi có đúng không? Vị trí chính phi nếu không phải là người mà ngươi muốn thì thà thiếu còn hơn là chọn cậu thả. Mộ Dung Tráng Tráng cảnh cáo nói. Ừ, Lương Vương nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không biết cô muốn nói cái gì. Ta muốn nói cái gì ngươi vốn đã rất rõ ràng, lần này nếu không phải ngươi nổi điên đòi kết hôn với Hạ Oanh Nhiễm gì kia thì cũng không đến nổi náo loạn ra nhiều chuyện như vậy. Tướng phủ theo cây sào này mà trèo thẳng lên, càng không biết xấu hổ, thái tử bên kia ngươi chú ý một chút đi, không chừng lại gây thêm cho ngươi một trận nữa đấy. Lương Vương nhún vai, lúc đó ta cũng không ngờ là tướng phủ không biết xấu hổ đến mức này. Mộ Dung Tráng Tráng nói, không ai ngờ thừa tướng Đại Chu ta lại là người như vậy, nếu không phải lộ ra chuyện này, chỉ sợ không ai biết được con người thực sự của ông ta. Tô Thanh cười nói, hôm nay người người đều biết Hạ Oanh Nhiễm không phải là con gái ruột thịt của ông ta lại cho Lý Đại Phu tung tin ra ngoài rằng cái thai Trần Nguyệt Nhung mang trước kia đã phá rồi, còn Hạ Oanh Nhiễm chính là con gái ruột thịt của ông ta. Ngụy biện trắng trợn như vậy, thật coi người khác là kẻ ngu hết. Có điều ông ta không biết là người xung quanh cũng đều xem ông ta là kẻ ngu cả. Mộ Dung Tráng Tráng nhàn nhạt nói, lời ong tiếng ve là nhất thời, giàu sang là vĩnh cửu, ông ta không phải kẻ ngu, ông ta mới thông minh đó chứ. Đứa con gái Hạ Oanh Nhiễm này mà thành thái tử phi thì sau này thái tử lên ngôi, ông ta sẽ chính là quốc trưởng, tiền đồ vô lượng, gà chó hạ ra một bước lên trời, còn sự thật có phải là con gái ruột của ông ta không thì còn ai quan tâm nữa chứ. Cả ông ta cũng không quan tâm. Lương Vương cười một tiếng, không để ý chút nào nói, người nào thích tranh đoạt thì cứ tranh đoạt, hôm nay ta muốn hỏi tới bất kỳ chuyện, lúc uống rượu thì nên uống rượu, lúc cần tính toán lâu dài thì tính thôi. Người đó, cái gì cũng đều nhường nhịn cả, có lúc sẽ phải khóc đó. Loan Loan nghe hai người đối thoại, cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo, ngẩng đầu nhìn Tô Thanh, ngươi và ta đi tìm Tiêu Thác đại ca đi. Hắn không tiếp xúc với nữ nhân, ngươi cũng không cần quấy nhiễu hắn. Tô Thanh cũng không dám đưa nàng đi, Tiêu Thác mà nổi giận lên thì không còn là người nữa. Loan Loan cảm thấy rất thất vọng, nếu Tiêu Thác không muốn tiếp xúc nữ nhân, vậy nàng làm sao có thể ngủ với hắn để bắt hắn cưới mình được chứ? Mộ Dung Khanh vào phòng liền bắt đầu cởi bỏ quần áo, một chút nói nhảm cũng không có. Mà Thương Mai vào phòng liền mở hòm thuốc ra, động tác của hai người rất thống nhất,
ngươi không nhìn ta, ta không nhìn ngươi. Sau khi chuẩn bị xong, hắn sẽ nằm trên trường kỷ hoặc ngồi trên ghế chờ nàng qua xử lý vết thương. Vết thương đã kết vảy, có nhiều chỗ đã bắt đầu chóc vảy lộ ra vết sẹo màu hồng, vết thương tương đối sâu vết nên kết vảy cũng không tính là tốt gì, chung quanh còn có chút đỏ lên, đây là dấu hiệu bị viêm chưa được tiêu trừ. Thương Mai nhíu mày, lúc trước thấy miệng vết thương đã chuẩn bị kết vảy rồi mà, sao lại còn đỏ lên như vậy? Bổn vương làm sao biết, cũng không phải là lúc nào cũng nhìn chằm chằm nó. Mộ Dung Khanh cảm thấy nàng hỏi rất vô lý. Những điều cấm kỵ ta dặn dò đều không phạm vào chứ. Thương Mai ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn hắn. Uống rượu, không uống, đã lâu lắm rồi không uống. Mộ Dung Khanh lắc đầu nói, cả mấy món mà ngươi viết cho Nghiêm Vinh bảo cấm ăn ta cũng chưa từng ăn, ta luôn dặn dò xuống dưới chuẩn bị ăn uống thanh đạm. Nghiêm Vinh đứng ở cửa mặt không cảm xúc, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, vương gia càng nói càng không biết xấu hổ, dám nói liêu như vậy. Từ lúc trở về vương phủ không có bữa nào là thanh đạm, không có bữa nào là không có rượu, buổi tối đó uống rượu cùng Kỳ Vương say đến ngã nhào như heo, phải để mấy người khiêng trở về. Thương Mai liếc hắn một cái, lỗ mũi của ta không nghẹt, ngửi được trên người ngươi có mùi rượu. Mùi rượu, Mộ Dung Khanh nghi ngờ ngửi ngửi tay áo, có không? Hả, có thật này, chuyện gì xảy ra vậy? Bổn vương không uống rượu mà. Là mùi rượu thiêu đao tử, Thương Mai nói chắc chắn. Mộ Dung Khanh mặt đầy vẻ kỳ quái, cái này không thể nào, vương phủ không thể nào có thiêu đao tử là rượu rẻ tiền, căn bản không có cách nào vào được cửa vương phủ. Hắn ngưng thần suy nghĩ một chút, đột nhiên vỗ một cái vào tay Vịnh Trường Kỳ, đúng rồi, lúc trước đã sai Nghiêm Vinh đem toàn bộ quần áo của bổn vương dùng thiêu đao tử ngâm, chắc là chưa giặt sạch được mùi rượu đấy. Nghiêm Vinh xoay người đi ra ngoài, không biết xấu hổ, không có cách nào nghe tiếp nữa. Thương Mai lắc đầu một cái. Chán trường nói, vương gia nếu như muốn thương thế sớm chuyển biến tốt thì đừng uống rượu nữa. Một người uống rượu lâu ngày sẽ có thể bị nhìn ra được thông qua lỗ chân lông và sắc mặt. Mộ Dung Khanh có chút nghiện rượu, là một đại phu, quả thực cô không thích thấy cảnh này. Lại nhải nhiều quá, đã nói là không có uống rồi. Mộ Dung Khanh mất hứng nói, tựa như bị oan uổng ngút trời vậy. Chương 147, Tôn Phi Nương Nương. Thương Mai chỉ đành im lặng. Cầm con dao lá nhỏ mà Tiểu Thác nhờ người làm giúp cô, nhẹ nhàng loại bỏ lớp vải rụng nửa bên mép vết thương. Cô không thể không lấy ra, bởi vì khi vết thương đóng vảy sẽ hơi ngứa, hắn không nhịn được sẽ gãi, một số chỗ bị hắn cào hoàn toàn, vết móng tay rất rõ ràng. Vừa mới làm xong thì đã thấy Nghiêm Vinh lại lần nữa đi vào, vương gia, Kinh Triệu Doãn Tôn đại nhân đến. Để cho hắn chờ một lát, Mộ Dung Khanh cũng không ngẩng đầu lên nói. Hắn nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo, Nghiêm Vinh nói. Thương Mai vẫy tay, nhìn Mộ Dung Khanh. Mộ Dung Khanh đứng lên, mặc quần áo xong, nói với Thương Mai, ngươi chờ ở đây một chút, bổn vương lát nữa sẽ quay lại. Thương Mai gật đầu, đem dao lá thả lại vào trong hòm thuốc, trong lòng suy nghĩ không biết Tôn đại nhân tới làm gì. Cô ngồi ở bên cạnh bàn, đốt ngọn đèn dầu nhỏ, lấy kim ra khử độc. Có người gõ cửa đi vào. Là một thị nữ nhỏ khoảng 13-14 tuổi, nàng ta kính cẩn ời tới trước mặt Thương Mai, hạ đại tiểu thư, Tôn Phi Nương Nương mời người đi một chuyến. Tôn Phi Nương Nương, Thương Mai khẽ sững người. Đúng vậy, Tôn Phi Nương Nương có chuyện muốn hỏi người. Thị nữ nhỏ hết sức kính cẩn lễ phép. Thương Mai biết Mộ Dung Khanh có Trắc Phi, đã từng nghe Tô Thanh nhiều chuyện kể, cái này Tôn Trắc Phi là người Lương Thái Phó bên kia phái tới. Cô và Tôn Phi không có giao thiệp gì. Bỗng nhiên tìm cô qua đó, không thể không khiến Thương Mai nảy sinh cảnh giác, vào lúc này, cô không muốn gây chuyện, liền nói với thị nữ, người báo với Tôn Phi Nương Nương là ta đang đợi vương gia trở lại để xử lý vết thương, sau này sẽ đến thỉnh an Tôn Phi Nương Nương sau. Thị nữ đỏ mắt nói, đại tiểu thư, người vẫn nên đi qua đó một chuyến đi, không mời được người qua đó, Tôn Phi Nương Nương sẽ trách phạt nô tỳ. Thương Mai nhàn nhạt nói, chờ ta xử lý xong vết thương cho vương gia rồi sẽ qua. Thị nữ nhỏ lại quỳ xuống, run lẩy bẩy, đại tiểu thư, xin người thương nô tỳ, cùng nô tỳ đi một chuyến, nô tỳ vừa mới được phái đến chỗ Tôn Phi Nương Nương, nếu không mời được người qua đó, nô tỳ sẽ bị điêu trở về làm việc nặng nhọc trong phòng bếp. Thương Mai nhìn nàng ta, không hề mềm lòng, lúc mới bắt đầu huấn luyện ở tổ đặc công đã có dạy một điều là nhất định không được mềm lòng. Cô lên giọng, người không nghe rõ lời ta sao? Thị nữ nhỏ khóc thút thít, dạ, nô tỳ biết. Nàng ta đứng lên, xoay người rời đi. Chờ một chút, Thương Mai bỗng nhiên hô.
Vẻ đắc ý lóe lên trong mắt thị nữ nhỏ, đại tiểu thư đồng ý đi rồi. Thương Mai nhìn chằm chằm nàng, không, nói cho Tôn Phi nương nương các ngươi rằng sau khi trị thương cho vương gia xong, ta còn phải châm cứu cho Lương Vương Điện Hạ nữa, ngày khác rỗi rảnh sẽ đến thỉnh an Tôn Phi nương nương. Vẻ mặt thị nữ có chút kinh ngạc, có chút không cam lòng nói, nhưng mà lệnh của Tôn Phi nương nương, không ai trong phủ dám cãi lại. Ta không phải người trong phủ, Thương Mai nói xong, cúi đầu xuống tiếp tục khử độc. Thị nữ chỉ đành xoay người rời đi. Sau khi thị nữ đi rồi, Thương Mai ngẩng đầu lên, chậm rãi nhíu mi tâm, Tôn Phi nương nương dĩ nhiên là không có ý tốt, nhưng mà nàng ta còn chưa gả vào vương phủ đã muốn ra oai trước phủ đầu rồi sao? Vốn tưởng rằng cự tuyệt qua gặp Tôn Phi thì sẽ được vui vẻ bình yên. Lại không ngờ rằng, một khắc đồng hồ sau liên nghe có người hô Tôn Phi nương nương đến. Thương Mai ngẩng đầu lên, chỉ thấy mấy thị nữ đỡ một nữ tử mặc phi sắc rực rỡ đi vào. Làn da nàng ta trắng nõn, đường nét thanh tú, lông mày lá liễu, đôi mắt phượng đỏ rực, sống mũi cao, hai cánh môi anh đào nhuộm đỏ, cằm hơi nhếch lên, trên đầu có đeo hạt châu không có cảm giác thô tục mà càng thêm chút ngông cuồng. Sau khi đi vào, nàng ta nhìn Thương Mai dò xét, trong mắt dần dần nảy sinh một loại khinh thường, tựa như sắc đẹp này không đáng để vào mắt, nhất là giờ trên mặt Thương Mai còn có vết thương. Nàng hỏi một cách trịch thượng, người chính là Hạ Thương Mai. Thương Mai chỉ đành phải đứng lên, vâng, bái kiến Tôn Phi nương nương. Tôn Phi ngạo mạn ừ một tiếng, ngồi xuống, lại nhìn cô một lúc lâu, mới nói, ngồi đi, đứng làm gì. Tạ nương nương, Thương Mai theo lời ngồi xuống. Tôn Phi vẫn nhìn cô, ngoắc ngoắc tay để cho người dâng trà. Nơi này không phải là phòng mộ dung khanh, chẳng qua là một gian nhỏ của tiền viện, cho nên ở bên cạnh có lò than, bên trên đang đun nóng nước để cho mộ dung khanh có thể uống bất cứ lúc nào. Nước trà bưng tới, chỉ có trà cho Tôn Phi, không có cho Thương Mai. Nước trà rất nóng, hơi nóng lượn lờ lên cao, Tôn Phi không uống, chỉ nhìn chằm chằm Thương Mai qua làn khói mờ. Thương Mai không tỏ ra không được tự nhiên, mặc cho nàng ta nhìn chằm chằm như vậy. Thương tích của vương gia giờ thế nào rồi? Tôn Phi bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Thương Mai trả lời nói, đã tốt hơn nhiều. Y thuật của ngươi là học từ đâu? Tôn Phi hỏi. Thương Mai sợ nhất cũng phiêu nhất người khác hỏi loại vấn đề này, bởi vì cô không thể nào trả lời tự học thành tài, y thuật không có chuyện tự học thành tài. Thầy của ta chỉ là một đại phu dân dã, Tôn Phi nương nương chắc không biết ông ấy đâu. Thương Mai chỉ đành trả lời, trong lòng suy nghĩ Nhiếp Chính Vương sao còn chưa trở lại. Một nữ tử khuê các lại qua lại với đại phu dân dã, sự quản thúc của tướng phủ đối với ngươi quả thật lỏng lẻo. Tôn Phi lạnh lùng nói. Thương Mai không muốn gặp sắc rồi, bởi vì nàng cảm thấy Tôn Phi chính là tới để gây chuyện. Tôn Phi thấy cô không trả lời, liền nâng chung trà lên, chậm chậm thổi một cái, hỏi, trong hòm thuốc của ngươi có cao bạc hà không? Ta có chút nhức đầu, ngươi lấy một ít cho ta đi. Trong hòm thuốc của Thương Mai quả thật có một lọ cao bạc hà, cô liền mở hòm thuốc lật tìm. Một tách trà nóng đột nhiên từ trong tay Tôn Phi chút xuống, trực tiếp tạt hướng mặt Thương Mai. Lúc Thương Mai thấy thì đã tránh không kịp rồi, chỉ nâng tay áo lên chắn lại, trà nóng không tạt vào trên mặt, nhưng bỏng hết mu bàn tay. Trà này là vừa nấu sôi, nhiệt độ rất cao, Thương Mai cảm thấy mu bàn tay đau rát. Cô đứng phắt lên, Tôn Phi cũng đã cầm bình trà trên mặt bàn ném về phía Thương Mai. Lúc bình trà ở giữa không trung cũng đã nghiêng vẩy nước, Thương Mai lùi nhanh về phía sau, cái ghế cản trở bước chân nàng, cô loạng choạng ngã nhào xuống đất, ấm trà lập tức rơi xuống bụng cô, toàn bộ trà nóng đều đổ lên người Thương Mai. Cho dù là cách lớp quần áo, nhưng nhiệt độ tối thiểu của nước trà còn vượt qua 90 độ, Thương Mai chỉ cảm thấy nóng rát và đau nhói ở những bộ phận đã bị ướt bởi trà nóng. Tôn Phi đứng lên, lạnh lùng nói, đây là bài học cho ngươi, không phải người của ngươi thì đừng có mà mơ tưởng. Nếu không sau này hậu quả ngươi tự gánh hết đấy. Đáy mắt Thương Mai chợt lóe lên sát khí, cô chậm chậm đứng lên, năm ngón tay cũng từ từ nắm thành quả đấm. Thị nữ nhỏ đáng thương vừa nãy nhìn thấy Thương Mai như vậy, vô cùng hung dữ nhìn cô, măng, sao hả? Ngươi còn muốn đánh Tôn Phi nương nương, cân nhắc một chút thân phận mình đi, ngươi bây giờ còn chưa phải là Nhiếp Chính Vương Phi, ngươi tuy xuất thân tướng phủ, nhưng mà ngay cả cha ngươi cũng phải nhìn sắc mặt thái phó nữa đấy. Lập tức chạy về tướng phủ của ngươi đi, vương gia không cần loại nữ nhân hạ tiện như ngươi chữa trị. Thương Mai hòm thuốc lên, đi tới chỗ Tôn Phi, cô cao hơn so với Tôn Phi, nhìn ở khoảng cách như vậy, Tôn Phi lại trở nên yếu thế. Khóe môi Thương Mai lạnh lùng nhếch lên, Tôn Phi nương nương đúng không?
Lễ gặp hôm nay ta sẽ ghi nhớ, sau này trả lại ngươi gấp đôi. Chương 148, Vương gia lải nhải. Tôn Phi tức giận, một tay cầm ly trà khác trên bàn định đánh vào đầu Thương Mai, nhưng Thương Mai đã nhanh hơn một bước bóp chặt cổ nàng ta, ánh mắt hung dữ, ngươi lại thử nữa xem. Tôn Phi không nghĩ tới cô lại dám làm như vậy, nhất thời ngây ra, sau đó trong mắt hiện lên lửa giận. Đang trong lúc sống còn này thì Mộ Dung Khanh và Nghiêm Vinh đi vào. Tôn Phi lập tức thay đổi thái độ kiêu căng hống hách lúc nãy, đáng thương cầu cứu, vương gia cứu tai. Mộ Dung Khanh bước nhanh đi vào, trong mắt che giấu lửa giận, quát lên, buông ran. Hắn đẩy Thương Mai ra, Thương Mai bị hắn dùng sức đẩy lảo đảo, cả người suýt chút nữa đã ngã khuỵu xuống. Sau khi đứng vững lại, ánh mắt lạnh lùng lui sang một bên, trong lòng cười chế giễu. Hắn đúng là bảo vệ chắc phi của hắn, không phải sao? Nữ nhân xấu xa như cô muốn tổn thương nữ nhân của hắn nên hắn đau lòng chứ gì? Vương gia, vành mắt Tôn Phi ửng đỏ, muốn dựa sát vào nhưng Mộ Dung Khanh lại lấy cái ly trong tay nàng ta ra, cả giận nói, buông tay ra, ai cho phép người chạm vào ly của bổn vương? Khi hắn nhìn thấy một cái ly khác vỡ thành ba mảnh nằm trên mặt đất, sắc mặt tái mét, quay đầu lại giận dữ quát lên, Tôn Phi, ngươi thật to gan. Nghiêm Vinh bước tới nhìn một hồi cũng thoáng thay đổi sắc mặt, trời ạ, đây là cặp ly bạch ngọc lung linh mà tiên đế ban tặng cho vương gia, thế mà một cái đã vỡ nát rồi. Tôn Phi nghe được là đồ vật do tiên đế ban thưởng, cũng sợ đến sắc mặt tái mét, vương gia bớt giận, không phải thiếp thân làm vỡ, là nàng, là nàng. Tôn Phi chỉ vào Thương Mai, lớn tiếng quát, vương gia, là nàng làm bể cái ly kia. Mộ Dung Khanh giận dữ nói, cút, cút ra ngoài. Tôn Phi thấy bão táp nơi đáy mắt hắn càng lúc càng mạnh, nào dám nói nữa, lập tức vừa lăn vừa bò đi ra khỏi phòng. Tôn Phi đi rồi, Mộ Dung Khanh nhìn Thương Mai, người ngốc à. Thương Mai ngẩn ra, không phải ta vứt, mà là nàng ta vứt. Mộ Dung Khanh ném cái ly lên bàn, cái ly lăn vài vòng suýt nữa thì rơi xuống đất. Thương Mai sợ tới mức chạy tới bảo vệ, may mà không rơi xuống nhưng cô cũng sợ đến toát mồ hôi lạnh. Người này cũng thật là, sao tính tình lại nóng nảy như vậy chứ? Cái ly quý giá như vậy, mà hắn lại vứt lung tung lên bàn nếu rớt nữa thì chẳng phải mất luôn một cặp sao? Nghiêm Vinh liên nhặt cái ly bị vỡ làm bể lên, thật là một cái ly đẹp, thuộc hạ tốn 10 văn tiền để mua đấy. Thương Mai cầm cái ly kia, sắc mặt cô cũng xanh lè. Mộ Dung Khanh nhăn mày kiếm hừ một tiếng, nói người ngốc người còn không thừa nhận. Thương Mai liếc mắt nhìn hắn, là lỗi của ta sao? Ai biết hắn nói thật hay giả, vừa vào liên quát buông tay, lúc đó cô đang bóp cổ Tôn Phi, đương nhiên cô cho rằng hắn đang quát cô rồi. Hơn nữa cũng chính hắn nói cặp ly kia là của tiên đế ban tặng. Chứ cô không hề biết đó là món đồ mà Nghiêm Vinh tốn số tiền khổng lồ 10 văn để mua về, thế mà hắn lại còn trách cô ngốc. Mắt hắn híp lại, nhìn cả người cô ướt nhẹp, còn có mu bàn tay trái bị bỏng đỏ, đáy mắt lại bốc lên lửa giận. Từ cái chén đến ấm trà đến vết bỏng của cô. Hắn rõ ràng biết chuyện gì đang xảy ra, thất vọng lắc đầu, người như ngươi, nếu ở vương phủ có 10 cái mạng cũng không đủ đền đâu. Ngươi có thể thông minh hơn một chút được không? Thương Mai nào đoán được đột nhiên sẽ xuất hiện một Tôn Phi chứ? Nhưng hắn nói cũng không sai, là do cô quá mức xem nhẹ. Tìm người đem một bộ quần áo đến đây, lấy thuốc trị bỏng đến luôn. Mộ Dung Khanh cũng lười nói nàng, trực tiếp ra lệnh. Nghiêm Vinh xoay người đi ra ngoài. Cũng không biết từ đâu lấy một bộ quần áo nữ đưa cho cô, đây là đồ của tiểu thư Nhu Nhị, đại tiểu thư mặc tạm đi. Mộ Dung Khanh cũng truyền thị nữ vào, dặn dò, người giúp nàng thoa thuốc phòng. Thương Mai nói, không, ta không cần nàng giúp ta. Mộ Dung Khanh nổi giận, không phải nàng ta giúp ngươi chẳng lẽ ngươi còn muốn bản vương giúp ngươi sao? Bản vương không động vào nữ nhân, ngươi tốt nhất đừng soi mói. Thương Mai cạn lời, cô nghiến răng nghiến lợi nói, ta tự mặc. Nói xong, cô xoay người bước ra sau tấm bình phong, tự mình thay quần áo. Quần áo thay ra để trên tấm bình phong, không đặt kỹ trượt xuống rơi trên mặt đất. Nghiêm Vinh đỏ mặt tông cửa sông ran. Vùng bụng cô đỏ bừng một mảng lớn, may mà có quần áo che lại, chắc hẳn sẽ không bị phồng rộp nhưng mu bàn tay của cô thì không may mắn như vậy. Da cô đã từ từ chuyển sang màu tím đen, nhìn dáng dấp là sắp phồng rộp rồi. Thế nào rồi? Bên kia bức bình phong đột nhiên xuất hiện một cái đầu khiến Thương Mai sợ tới mức ôm quần áo vào trong ngực sợ hãi nhìn hắn. Ngạc nhiên gì chứ, người bị thương có nặng không? Mộ Dung Khanh vươn tay kéo quần áo đang che ngực cô ra, nhưng ánh mắt lại rơi trước ngực cô, vẻ mặt ngạc nhiên,
sau đó duỗi tay ra, mang theo vẻ mặt dò xét kéo đồ lót cô tự làm nói, thứ ngày của người thật là kỳ lạ. Thương Mai hờ hững nhìn hắn, được rồi, cứ xem như bây giờ cô đang mặc bikini vậy, hơn nữa đồ lót tự may này còn rất bảo thủ, gần như là không có chỗ nào lộ ra ngoài. Đờ, đỏ rồi, Mộ Dung Khanh cầm thuốc trị bỏng, vươn tay nặn một chút thuốc lên đầu ngón tay, sau đó vẻ mặt chán ghét thoa lên vùng bụng sưng bỏng đỏ của cô. Đầu ngón tay của hắn rất thô, vết bỏng lại cực kỳ đau mà hắn thoa thuốc như vậy càng khiến cô đau không chịu nổi. Xanh xao vàng vọt, vùng bụng không có chút thịt nào, vừa nhìn đã biết là tướng nghèo hèn. Nữ nhân phải tròn trịa mới đẹp, gầy trơ xương như ngươi dẫn ra ngoài chỉ mất mặt bản vương. Sau này một ngày ngươi phải ăn 6 bữa, mỗi bữa đều phải có thịt. Lát nữa bổn vương sẽ nói với Du Ma Ma một tiếng, bảo bà ta phải nhìn ngươi ăn cơm thật kỹ. Còn nữa một nữ tử chưa lấy chồng mà khắp người đều là vết sẹo, coi chừng dọa người khác, giãn ra ngoài còn dám gặp ai không. Chốc nữa bổn vương sẽ đi Thái Y Viện làm một chút thuốc cao trị sẹo cho ngươi, những ngự y của Thái Y Viện này đúng là chẳng ra sao cả, nhưng... ngược lại làm mấy thứ này lại rất có nghề. Vẻ mặt của Thương Mai vẫn thờ ơ, bình thường ta ra ngoài đều có mặc quần áo đàng hoàng cho nên sẽ không ai có thể nhìn thấy vết thương trên lưng ta. Có thể ngày nào đó người bị người của tướng phủ ép đến nổi điên khỏa thân chạy ra đường, vậy vết sẹo trên người ngươi không phải đã làm mất sạch mặt mũi của bổn vương sao? Mộ Dung Khanh khịt mũi, nhưng ngón tay cũng không rảnh rỗi, thoa từng lớp thuốc cho cô, như thể biết cô đang đau, sức lực cũng giảm đi rất nhiều. Thương Mai rất muốn xé nát miệng hắn, sao lại có người nói chuyện độc mồm độc miệng như vậy chứ? Rất phá hoại bầu không khí. Ngươi đừng bày ra vẻ mặt không phục như thế. Tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đều là do ngươi tự tìm. Thương Mai cực kỳ tức giận, là ta tự tìm sao? Ta đang yên đang lành ngồi đây đợi ngươi trở về kết quả là khiến cả người bị thương, là ta tự tìm sao? Mộ Dung Khanh nhướng con ngươi mờ nhạt, kích hoạt chế độ tán gẫu của Nhiếp Chính Vương, ngươi bị bỏng vì hai lý do. Lý do thứ nhất đương nhiên là vì bổn vương, cho nên chúng ta nhảy qua nói đến vấn đề thứ hai. Tôn Phi đến tìm ngươi. Ngươi dùng cái đầu gây gò cũng có thể nghĩ ra được nàng ta đến đây là có ý đồ xấu rồi. Ngươi chọc không nổi còn không biết tránh sao? Trốn không được ngươi không biết đề phòng sao? Đề phòng không được còn không biết phản kháng sao? Lúc nàng ta tạt ly trà đầu tiên vào người ngươi, ngươi liền nên trả lại một bình trà mới đúng. Vậy mà ngươi còn ngu ngốc đợi sau khi nàng ta ném xong ly trà rồi ném luôn bình trà, chẳng lẽ trong đầu ngươi có chứa nước sao? Ngốc như ngươi thật không biểu được mấy năm nay ngươi làm sao sống sót trong tướng phủ được chứ. Thương Mai cảm thấy hắn ta vẫn là ít nói chuyện tương đối ngầu hơn, lại nhảy một hơi giống hệt mấy bà thím, khiến người ta nổi nóng nhưng không thể làm gì. Thoa thuốc mỡ xong, hắn xoa tay, vẻ mặt ghét bỏ nói, còn không mặc quần áo vào, chờ bản vương xem sao. Cũng chẳng có chỗ nào dễ coi, đúng là mất mặt. Thương Mai nhanh chóng mặc quần áo vào. Trong lòng thầm nghĩ sẽ có một ngày cái đầu kiêu căng của hắn lên đất, sau đó dùng sức chà đạp. Sau khi đi ra ngoài, Thương Mai nhắc theo hòm thuốc liền muốn rời đi, Mộ Dung Khanh tức giận giống lên, ngươi chạy đi đâu? Còn không mau đến đây xử lý vết thương cho bổn vương. Loan Loan, ngươi ở đâu? Mau tới đây, ta muốn theo ngươi học tuyệt chiêu. Chương 149, Cương Thị. Loan Loan không hài lòng lắm lần gặp đầu tiên chính thức với Tiêu Thác, quay về phủ với Thương Mai. Nàng bắt đầu tổng kết nguyên do. Lúc Du Ma Ma bưng trà lên, nhìn thấy vết thương trên tay Thương Mai, mày trao lại, hỏi cô, đại tiểu thư, tay người bị sao vậy? Loan Loan lúc này mới phát hiện, tay ngươi sao thế? Không cẩn thận bị bỏng nước trà, ta không sao, Thương Mai bình tĩnh nói. Du Ma Ma nhìn cô, trong lời nói có ý khác, sau này đại tiểu thư cẩn thận chút. Ta biết rồi, Thương Mai đáp một tiếng. Bữa tối khá đơn giản. Một món mặn, hai món chay, bốn người ngồi cùng ăn, còn Liên Thị, trước khi ăn Du Ma Ma đã hầu hạ bà ấy ăn rồi. Loan Loan nói với Thương Mai, ta đã thu dọn đồ xong rồi, sau này sẽ ở lại chỗ của ngươi. Thương Mai cười nói, chỗ ta đơn sơ đạm bạc, nếu đại tiểu thư ngươi quen được thì ta cũng sẵn lòng. Có gì đâu mà không quen, bình thường thức ăn của ta còn bị kẻ khác nhổ nước bọt vào nữa là, đến đây chắc không bị thế đâu nhỉ. Sao ngươi không nói chuyện đó với các ca ca ngươi? Thương Mai biết các chị dâu của nàng ta đều vô cùng khắc nghiệt, quả thực là bất chấp lý lẽ, nhìn tiểu thư Trần gia ngông cuồng như vậy mà cũng phải chịu uất ức như thế. Nói rồi thì sao chứ? Bọn họ quát mắng đám phụ nữ đó, sau này thì bọn họ cũng sẽ lại tìm ta làm khó. Hơn nữa,
ta cũng không thể đi nói với đồ ăn hại tổ mẫu kia, hai năm gần đây sức khỏe bà ấy không tốt, nếu tức giận sẽ hại sức khỏe, không ổn. Tiểu Khuyên mắt trợn lớn nhìn Loan Loan nói, Trần Tiểu Thư, sao người lại gọi tổ mẫu mình là đồ ăn hại? Bà ấy mà nghe thấy sẽ tức giận đó. Loan Loan lại chẳng cảm thấy có gì không ổn, bà ấy tự gọi bản thân như thế mà. Bà ấy có thể tự gọi bản thân như thế nhưng người là cháu gái bà ấy, gọi bà ấy là đồ ăn hại, là không tôn trọng bà ấy rồi. Loan Loan nghiêng đầu nghĩ ngợi, vậy sao? Nhưng bà ấy gọi các tướng lĩnh là đám ăn hại, nhưng trong lòng bà ấy vẫn rất quý, tôn trọng họ mà. Thương Mai nhìn Tiểu Khuyên, nói, người đừng tranh cãi với nàng ấy vấn đề này nữa, nàng ấy không hiểu đâu. Du Ma Ma cười cười, nói, đúng vậy, Tiểu Khuyên, người đừng tranh cãi với Trần Tiểu Thư nữa. Nếu không ngươi sẽ tức chết đó, nàng ấy là do Lão Thái Quân nuôi lớn, lúc đó Lão Thái Quân vẫn còn trong quân doanh, tuy không có quan chức nhưng Hoàng thượng đưa bà ấy đến quân doanh luyện binh, Trần Tiểu Thư ngày ngày ở chung với những binh lính kia, có thể tưởng tượng được nàng ấy sẽ trở thành người như thế nào rồi. Tiểu Khuyên ngẩn ra một lát, nhưng mà, nữ nhi thì nên có dáng vẻ của nữ nhi chứ. Trần Loan Loan cảm thấy phiền phức với vấn đề đó, Tiểu Khuyên, ngươi im ngay. Nếu không ra sẽ vứt ngươi đến thôn thạch đầu sống với Cương Thi bây giờ. Cương Thi, Tiểu Khuyên hoảng hốt, người đừng nói linh tinh, làm gì có Cương Thi chứ. Tô Thanh có nói, hôm nay Kinh Triệu Doãn sẽ đến Vương Phủ, nói ở thôn thạch đầu có Cương Thi. Loan Loan nói, Thương Mai nhớ ra hôm nay Kinh Triệu Doãn có đến thật, là vì chuyện Cương Thi sao? Chuyện là thế nào, Thương Mai không tin lắm chuyện có Cương Thi, nhưng hôm nay sau khi chỉ thương cho Mộ Dung Khanh, Lương Vương đã về phủ, cô chỉ đành đến Vương phủ một chuyến nữa. Ngươi không biết sao, Vương gia chưa nói với ngươi à? Ở Vương phủ ở lâu thế mà cũng không nói với ngươi sao? Vương gia cũng thật là, chuyện hay ho như thế mà cũng có thể nhìn không nói được. Ở lâu trong phủ, Du Ma Ma liếc nhìn Thương Mai, chị thương mà ở lâu thế à? Sắc mặt Thương Mai phiếm hồng, Mộ Dung Khanh kiêu ngạo, chị thương xong thì nói buồn ngủ, nhưng lại không ngủ được. Đòi cô hát cho nghe, kể ra thì xấu hổ quá. Lúc cô hát, hắn nhìn chằm chằm cô, trong mắt có sự phức tạp khó tả. Trong khoảnh khắc đó, Thương Mai cảm tưởng như bản thân có thêm một đứa con trai, một đứa lớn tướng. Thương Mai cũng có chút nghiên cứu về tâm lý học, thật ra cô hiểu tại sao hắn lại như vậy. Về mặt lý thuyết, một người càng mạnh mẽ, càng có những chấp niệm khó buông bỏ, trong nội tâm được giấu bởi vỏ bọc kiên cường, ở một góc nào đó cũng sẽ có một nỗi đau lớn. Nỗi đau của Mộ Dung Khanh chắc là có liên quan đến Quý Thái Phi. Hắn không phải chưa từng được nhận tình yêu thương từ Thái Phi, chỉ là tình mẹ con đó đến nay đã thay đổi, một người lý trí như hắn, biết chuyện cũng không nên truy cứu, cho nên trong đáy lòng, một góc nào đó, vẫn cất giữ một cách trân trọng tình mẫu tử ngày trước, nhưng cũng không dễ dàng để nó bùng lên mạnh mẽ. Loan Loan, ngươi nói chuyện Cương Thi là sao? Thương Mai chuyển chủ đề. Loan Loan nuốt miếng cơm xuống. Rồi nói Kinh Triệu Doãn tới báo, nói ở thôn thạch đầu xuất hiện Cương Thi cắn người, đã cắn hai người rồi, hai người đó sau khi bị cắn, thì lại biến thành Cương Thi, lúc chúng định cắn những người khác nữa thì bị bắt lại, đưa đến nha môn, giờ đang bị giam nhốt rồi. Cương Thi cắn người sao? Ngoài cắn người ra, còn có bệnh trạng nào khác không? Thương Mai hỏi, ta chưa nghe Tô Thanh nói gì, để ta đi hỏi hắn. Loan Loan cầm đũa lên rồi lại đặt xuống, ta muốn đi xem Cương Thi quá. Ta chưa nhìn thấy Cương Thi bao giờ. Tiểu Khuyên bị dọa giật mình, ôi, Trần Tiểu Thư, đừng có đi xem, Cương Thi đáng sợ quá, bị cắn là bị biến thành Cương Thi đó, cả đời không sống lại được đâu. Thương Mai hỏi, những Cương Thi bị bắt, là hai hay ba? Bắt được hai, Cương Thi cắn đầu tiên kia chạy thoát rồi. Loan Loan nuốt cơm rồi nói, cho nên, Kinh Triệu Doãn đến xin chỉ thị, nói là sẽ dân người đến thôn thạch đầu bắt Cương Thi kia. Vậy thì phải lục soát khắp thôn rồi. Nghe thì có vẻ là như vậy. Vậy Vương gia có hạ lệnh lục soát thôn thạch đầu không? Thương Mai hỏi. Loan Loan nhún vai, nói ta không biết, người đi hỏi Tô Thanh đi. Thương Mai đương nhiên sẽ không đi hỏi Tô Thanh, chỉ là cảm thấy đây chắc không phải là Cương Thi gì, hoặc là nói quá chút thôi. Mọi người chỉ coi như nghe một chuyện kỳ lạ xong rồi thôi, không ai nghiên cứu kỹ chuyện này nữa. Nhưng Tiểu Khuyên thì lại cảm thấy sợ hãi vô cùng, buổi tối còn nằm mơ ác mộng. Bước vào tháng 7, thời tiết càng lúc càng nóng. Thương thế của Mộ Dung Khanh đã hoàn toàn bình phục, chỗ vết thương để lại một vết sẹo mờ mờ màu tím hồng, nhưng hắn vẫn yêu cầu Thương Mai hàng ngày trước tiên đến chỗ Lương Vương, sau đó đến Vương Phủ, buổi tối lại sai người đánh xe ngựa đưa cô về.
Những ngày này, Tôn Phi đầu không đến làm loạn, thực tế thì Thương Mai cũng chưa từng gặp Quý Thái Phi, giống như những người đó mất tích khỏi vương phủ vậy. Hơn nữa, thời gian này Thái tử cũng không đến tìm Hạ Oanh Nhiễm, Hạ Oanh Nhiễm rất lo lắng, lén tiến cung gặp Mai Phi nương nương, xin Mai Phi nương nương cho ít cao làm đẹp của ngự y, để làm mờ vết sẹo trên mặt. Chỉ là vết sẹo đó quá lớn, quá sâu, dùng cao làm đẹp cũng không có nhiều tác dụng, chỉ mờ đi một chút, nhưng vết sẹo vẫn rõ. Nàng ta cực kỳ hận Thương Mai nhưng trước mắt chưa có tâm tư đi đối phó cô, bởi vì, Hạ Thừa Tướng vừa nói với nàng ra, ông ấy chuẩn bị nạp cháu gái lớn của Tấn Quốc Công là Tây Môn Hiểu Nguyệt làm thiếp. Tây Môn Hiểu Nguyệt năm nay 23 tuổi, 16 tuổi thành thân, vừa thành thân, hôn phu đã chết trên sa trường, nàng ta về nhà mẹ đẻ ở. Tấn Quốc Công vẫn luôn muốn tìm hôn phu cho nàng ta, nhưng lại vì chuyện hôn phu đã chết của nàng ấy mà ngại nhắc đến. Lần này, nghe Hạ Thừa Tướng nói muốn nạp thiếp, Tấn Quốc Công bèn tìm đến Hoàng Thái Hậu, hy vọng được ghép đôi. Chương 150, tướng gia muốn nạp thiếp. Nhắc đến Tấn Quốc Công này, thực ra cũng là một người kỳ lạ. Chức Tấn Quốc Công của ông ta là được thừa kế lại, nhưng thực ra Tây Môn gia tộc năm đó cũng có nhiều người tài, bản thân ông ta là võ tướng, từng đánh thăng cuộc chiến với Nam Quận, từ đó ẩn lui, an tâm làm Tấn Quốc Công. Nhưng không có nghĩa là ông ta không có dã tâm, ông ta có, nhưng trận thắng đó, thực ra là bởi vì lão thái quân điều binh, mới giành được thắng lợi. Ông ta tự biết bản thân không có năng lực quân sự, cho nên, ông ta rút lui khi đang được vinh quang, để bảo toàn công lao và danh dự của bản thân. Tấn Quốc Công có một thế lực nhất định, nhưng đời con cháu thì lại không có nhiều người giỏi, để kéo bè kết phái, ông ta rõ ràng biết tướng phủ hiện giờ bị nhiều người phỉ nhổ, nhưng cũng không tiếc leo lên cao. Tấn Quốc Công là một nhân vật lợi hại, không ra chiến trường, mà lập mưu tính kế. Cũng vì thế, ông ta mới ổn định được địa vị của bản thân. Tạo được thế lực cho bản thân mà ít kẻ trong kinh đô dám đắc tội. Liên hôn với tướng phủ, ông ta sẽ mượn chỗ dựa của Hạ Thừa Tướng, để leo lên kết thân với Hoàng hậu và Lương Thái Phó. Hạ Thừa Tướng đương nhiên rất muốn lấy Tây Môn Hiểu Nguyệt, bởi vì thực lực của Tấn Quốc Công không nhỏ, nếu kết minh được với Tây Môn gia thì đối với ông ta mà nói, như hổ thêm cánh. Hơn nữa, hôn phu trước của Tây Môn Hiểu Nguyệt chết trận xa trường, một quân liệt phu nhân như nàng ta, danh vọng rất cao. Hiện giờ ông ta rất cần những người có tiếng đoan trang như vậy để tẩy trắng những chuyện xấu xa của tướng phủ nhà ông ta. Tây Môn Hiểu Nguyệt gả qua, chỉ cần thân phận thiếp, không bắt ông ta phải bỏ liên thị, điều này làm ông ta nhẹ nhõm vô cùng, bởi vì về mấu chốt, ông ta không thể bỏ liên thị. Hạ Oanh Nhiễm thì lại rất phản đối chuyện nạp Tây Môn Hiểu Nguyệt làm thiếp của cha mình, lão phu nhân đặc biệt đến tìm nàng ta nói chuyện, biết vì sao thái tử không đến rồi chứ gì. Lão phu nhân sai Thúy Ngọc cô pha trà, nheo nheo mắt, nói. Hạ Oanh Nhiễm ôm má, tức giận nói, con biết, tiểu tiện nhân kia đã hủy dung mạo của con, thái tử ghét bỏ con nên không đến nữa. Lão phu nhân khẽ lắc đầu, không phải, không phải, thái tử nạp thiếp, dung mạo là thứ yếu, quan trọng nhất là gia thế, tướng phủ hiện danh tiếng bại hoại, mà hôn sự của hai người đến giờ vẫn chưa được Hoàng Thái Hậu chấp thuận, Hoàng Hậu cũng không thúc giục người ra ý chỉ để chuẩn bị hôn sự. Tổ mẫu. Vậy con phải làm sao? Hạ Oanh Nhiễm cuống quýt lên, Hoàng hậu sẽ không hủy bỏ cuộc hôn nhân này chứ? Lão phu nhân đanh giọng nói, lão thân sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Bà ta ngước đôi mắt sáng minh mẫn lên nhìn chằm chằm Hạ Oanh Nhiễm, cho nên, đây là lý do vì sao cha con phải nạp Tây Môn Hiểu Nguyệt làm thiếp. Con vẫn chưa hiểu, xin tổ mẫu chỉ dạy thêm. Hạ Oanh Nhiễm vội vàng nói. Lão phu nhân đột nhiên nói, Tây Môn Hiếu Nguyệt gả qua đây thì con sẽ phải gọi là mẹ kế. Con không chỉ phải tôn trọng nàng ta như mẹ, mà còn phải tạo mối quan hệ thân thiết, khi ra ngoài tham gia tiệc xã giao, con phải thể hiện con với nàng ta tình cảm thân thiết như mẹ con, nàng ta chỉ hơn con có vài tuổi, lão thân dặn con không chỉ ngoài mặt gọi nàng ta một tiếng mẹ, mà còn phải thực sự làm được việc coi nàng ta là mẹ kế của con để tất cả mọi người đều biết, Tấn Quốc Công phủ chính là chỗ dựa của con, chính là nhà mẹ đẻ của con. Hạ Oanh Nhiễm lập tức hiểu ra, ý của tổ mẫu là Tây Môn Hiểu Nguyệt gả đến thì sẽ giúp được cho cuộc hôn nhân của con và ổn định vững chắc vị trí thái tử phi của con phải không? Không sai, Tây Môn Hiểu Nguyệt là một người thông minh, nàng ta sẽ không làm khó con, mà còn hòa hợp với con, bởi vì, nàng ta cũng cần một thái tử phi để ổn định vị trí và thanh danh của nàng ta, hai người giúp đỡ tương trợ lẫn nhau, hiểu chưa? Lão phu nhân nhắc nhở, Hạ Oanh Nhiễm gật đầu, vui mừng nói, con hiểu rồi ạ. Có gia thế của tướng phủ lại có người mẹ này, hoàng hậu sẽ đánh giá lại giá trị của con,
cho dù thái tử có ghét bỏ dung mạo của con, hoàng hậu cũng sẽ không hủy bỏ hôn sự, vị trí thái tử phi sẽ vững như núi Thái Sơn. Hạ Oanh Nhiễm ôm má, tủi thân nói, nhưng, con không hy vọng thái tử chán ghét mình, hơn nữa Đông Cung chắc chắn còn rất nhiều cô gái xinh đẹp khác, con dung mạo bình thường làm sao đấu được với các nàng. Tổ mẫu có cách gì không? Lão phu nhân cầm tay nàng, khẽ vỗ về, con ngốc à, đợi con gả qua đó trở thành thái tử phi rồi, quyền lực trong tay, nữ tử nào dám so được với con chứ? Còn đứa nào muốn cứng đầu thì con cho nó biết mặt, mọi chuyện đều trong bàn tay con sợ gì chứ? Hạ Oanh Nhiễm gật đầu, nói tổ mẫu nói có lý ạ, chỉ cần con làm thái tử phi, kẻ nào dám vớ vẩn chứ? Lão phu nhân vẫn nhìn nàng, nhưng mà, cũng không loại trừ trường hợp Tây Môn Hiểu Nguyệt sau khi gả vào xong, mẹ con sẽ làm hành động gì đó bất lợi, con phải để ý thật kỹ, hoặc là đích thân đi nói chuyện với mẹ con, nếu muốn sống yên ổn thì tốt nhất đừng có làm loạn. Hạ Oanh Nhiễm lập tức đứng bật dậy, tổ mẫu yên tâm, con sẽ đi nói chuyện rõ ràng với mẹ ngay, nếu mẹ không hợp tác, thì tướng phủ sẽ không còn chỗ cho bà ấy nữa. Lão phu nhân khẽ nở nụ cười, mắt híp chặt lại tốt, tổ mẫu già rồi, cũng không thể chủ tính được cho con lâu, có Tây Môn Hiểu Nguyệt giúp đỡ con, hy vọng có thể giúp con lên được ngôi hoàng hậu, cũng nở mày nở mặt cho hạ gia ta. Nghe những lời lão phu nhân nói, Hạ Oanh Nhiễm bừng bừng khí thế, nàng quỳ xuống dập đầu với tổ mẫu, nói con sẽ không bao giờ quên ơn cất nhắc của tổ mẫu hôm nay, nếu sau này lên được ngôi hoàng hậu, con và tướng phủ, vinh cùng vinh. Lão phu nhân chính là cần câu nói này, vinh cùng vinh, còn không thì nàng ta cũng không phải cốt nhục của tướng phủ. Hạ Oanh Nhiễm rời khỏi chỗ của lão phu nhân, dẫn người đến nhã phòng ở hậu hoa viên. Phu nhân Nguyệt Nhung ngông nghênh ngày nào, giờ sắc mặt nhợt nhạt, ngồi ở ghế đá trong sân, tuy ăn mặc vẫn hoa lệ quý phái, trang điểm sắc sảo, môi đỏ, sắc đỏ như máu. Thùy Nga đứng phía sau khẽ đấm lưng cho bà ta, Thùy Nga trên mặt có vài dấu tay đỏ mờ mờ, có thể thấy thường xuyên bị đánh. Hạ Oanh Nhiễm tới, phu nhân Nguyệt Nhung chớp mắt, ô, đây chẳng phải là nhị tiểu thư của vương phủ ta đó sao? Hậu hoa viên này có nhiều độc xà, người ít nên đến thì hơn. Hạ Oanh Nhiễm nhìn bà ta, vẻ mặt cực kỳ chán ghét, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, hy vọng nịnh được bà ta, nịnh không được thì mới tính cách khác, mẫu thân ở nơi này có quen không? Phu nhân Nguyệt Nhung hừ một tiếng, quen, sao lại không quen được chứ? Hậu hoa viên này phong cảnh tươi đẹp, phía trước là hồ, phía sau là rừng trúc, trong vườn có nhiều kỳ hoa dị thảo, lại có người chuyên môn hầu hạ, ăn uống không thiếu, sao lại không tốt cho được? Hạ Oanh Nhiễm ngồi xuống, cầm tay bà ta, mẫu thân, nữ nhi cũng là bất đắc dĩ, phụ thân tức giận, nếu con giúp người, chỉ sợ con cũng không được sống yên ổn, nữ nhi không bảo vệ được bản thân thì sau này sao có thể cho mẫu thân cuộc sống tốt được. Phu nhân Nguyệt Nhung nửa tin nửa ngờ nhìn nàng ta, vẫn không quên vẻ tuyệt tình hôm đó của con gái mình, vậy sao? Là ngươi cũng ghét bỏ người mẹ này. Ơn dưỡng sinh thành cao hơn tất cả, mẫu thân nói vậy, nữ nhi hố thẹn quá. Hạ Oanh Nhiễm nói, phu nhân Nguyệt Nhung nhìn nàng ta, thấy sắc mặt nàng ta tiêu tụy, dường như cũng có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, hơn nữa, vừa rồi nàng ta nói cũng có lý, Hạ Hoè Quân đang hận bà ta như thế, nếu Oanh Nhiễm giúp bà thì ngược lại hai mẹ con đều bị nhốt lại. Con thật sự chưa quên mẫu thân chứ? Bà ta hỏi. Đương nhiên là không rồi, mẫu thân và Lâm Lâm mãi mãi là người thân của Oanh Nhiễm. Hạ Oanh Nhiễm khẽ tựa đầu lên đùi phu nhân Nguyệt Nhung, chỉ có hai người mới là những người thân thiết nhất của con. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.